Thưa sư phụ, gần đây Quốc hội Hoa Kỳ chứng nhận kết quả bầu cử và Joe Biden là người thắng cử trong cuộc bầu tổng thống. Xin sư phụ giải thích tại sao điều này lại xảy ra, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã được thiên đàng chỉ định. Quý vị hỏi tôi về kết quả bầu cử, đó là nghiệp người Mỹ. Quý vị biết quá nhiều nghiệp. Người Mỹ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Dù đây là một quốc gia vĩ đại, một quốc gia hàng đầu trên thế giới, nhưng có nghiệp chướng quá nặng. Người Mỹ ăn quá nhiều thịt, quá nhiều thịt bò, và nghiệp chướng rất khó để xóa đi nhanh chóng. Và đồng thời, người Mỹ được gửi sang nước ngoài và khắp mọi nơi để chiến đấu trong nhiều quốc gia và nhiều cuộc chiến. Đây cũng là nghiệp chướng lớn cho quốc gia của quý vị. Tôi thật tiếc, tôi đã cố gắng hết sức. Quý vị biết tôi đã cố gắng hết sức, và vì lý do đó khiến tôi gặp rắc rối. Không phải phàn nàn, chỉ bảo quý vị rằng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Rắc rối bên trong, bên ngoài và nhiều thứ khác. Nhưng thôi kệ, không thể tránh được. Nếu giúp ai, hoặc quốc gia nào đó, hoặc một số người nào đó, thì nhất định có một số nghiệp từ họ. Nên không thể tránh được. Và tối thiểu, Tổng thống Trump đã tại vị một nhiệm kỳ. Và ông đã có thể làm một số công việc cho đến nay, nhiều việc của ông. Ông Trump có thể làm được nhiều, nhiều hơn nữa, nhiệm kỳ thứ hai. Ông ấy sẽ thúc đẩy nhiều hơn, ngày càng nhiều điều tốt đẹp và thực sự sắp xếp lại hệ thống quốc gia và thực sự mang lại hòa bình, thịnh vượng hơn cho người dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng chẳng may, phía bên kia, phía đối lập Thượng Đế, họ lại chuẩn bị quá kỹ. Và lúc này, không ai có thể bắt quả tang họ được. Tôi đã bảo quý vị trước đây, khó để chứng minh bất cứ gì, phải không? Ý tôi là, có lẽ tôi đã nói trong một hội thảo khác. Cho dù có gian lận hoặc dối trá hoặc lừa đảo cũng không bao giờ có thể tìm ra. Nó được tổ chức và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi bảo quý vị rồi, không phải lỗi của ai cả. Đó là những con quỷ. Chúng ở quanh nhiều người và thôi thúc họ làm những điều sai quấy, hiểu không? Mọi người đều biết điều đó, ngay cả khi không thể chứng minh, nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết. Dù sao tôi cũng biết. Nhưng làm gì đây? Nghiệp quá nặng và những con quỷ tập trung hết sức vào điều đó thôi. Chỉ vào cuộc bầu cử và vào những người dễ tiếp nhận những con quỷ này, bao gồm cả các quan chức cao cấp. Tôi đã rất thất vọng về điều đó, và thiên đàng đã làm rất nhiều, nhưng vẫn là nghiệp chướng của con người. Có khoảng hơn 300 triệu người lúc này tại Hoa Kỳ, đúng không? Nên đó là rất nhiều. Và một số linh hồn đã từng có nhân duyên xấu với người Mỹ về thịt và chiến tranh. Họ không buông tha. Vì sự tức giận của họ, đồng hận thù của họ, tất cả áp đảo, khía cạnh thiện lành trong linh hồn của họ. Nên họ không muốn buông tha, họ muốn trả thù. Họ thực sự muốn hủy diệt Hoa Kỳ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quốc gia này. Dù Tổng thống Trump tại vị hay không, dĩ nhiên với Tổng thống Trump thì tốt hơn, vì chấn động lực của ông cao hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cố hết sức và cầu nguyện cho quốc gia của quý vị. Tôi không có quyền lực chính trị nào, quý vị biết thế. Tôi có thể dựa vào thiên đàng để giúp đỡ. Ngay cả thiên đàng cũng nói với tôi là bầu cử bị gian lận. Ngay cả thiên đàng cũng nói với tôi rằng
Ông Trump đã chiến thắng vẻ vang và tôi biết điều đó. Ông có khoảng 85 triệu phiếu bầu cho ông. Đó là điều hiển nhiên, tôi nghĩ mọi người đều biết. Vì danh tiếng ông đã tăng cao và mọi người đều thích những gì ông làm. Ngược lại, phía bên kia. Xin lỗi nếu tôi xúc phạm ông Biden. Nhưng ông đã ra tranh cử tổng thống 2 lần trước đây mà chẳng đi tới đâu. Chẳng bao giờ đi tới đâu. Rồi làm thế nào lần thứ 3 bỗng nhiên phiếu bầu của ông lên đến 80 triệu phiếu? Ông làm gì nhiều vào những năm qua khi ông tại vị hơn 40 năm? 47 hoặc 48 năm. Sự nghiệp chính trị của ông kéo dài 80 năm khoảng đó, suốt cuộc đời ít nhất là 78 năm. Tôi không nghe nói là ông đã làm gì nhiều lắm. Như mọi người trung bình khác tại Thượng viện, rồi đột nhiên ông ra mặt lần thứ 3. 2 lần trước không có gì hết, không đi tới đâu. Lần thứ 3 xuất hiện, 80 triệu phiếu, không ai tin được điều đó. Thì dĩ nhiên, cả thế giới đều biết điều đó. Thành ra bất cứ ai có chút thông minh cũng có thể đoán được. Không cần thiên đàng nói với quý vị hoặc nói với tôi. Bản thân tôi, mặc dù rất không muốn tham gia, không muốn liên quan đến chính trị, nhưng chỉ tính toán sơ thì mình cũng biết, phải không? Vì vậy, tôi rất tiếc cho Tổng thống Trump và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi đã bảo quý vị rồi, không phải lỗi của ai cả. Cho đó là gian lận, cũng chỉ là do ma quỷ và vì nghiệp chướng của con người cho phép điều đó xảy ra. Thưa sư phụ, trong quá trình chứng nhận, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đột kích tòa nhà quốc hội. Tại sao những người ủng hộ ông lại làm điều đó? Ồ, họ tức giận, không giận sao? Họ đã cố gắng làm điều đó theo cách khác, như ra tòa nhiều lần và tòa án luôn bác bỏ họ, hoặc tòa án chỉ làm vài lần cho có lệ và không thực sự muốn làm bất cứ gì để xóa bỏ sự bất công. Tòa án lẽ ra nên hành động, bởi vì nếu đảng kia không làm gì sai thì họ không nên sợ hãi. Họ không nên nỗ lực hết sức để bác bỏ hoặc ngưng vụ kiện bằng những cách khác nhau, có thể hối lộ hay bất cứ gì đó. Quý vị biết chính trị mà. Tôi thật sự chán ngán, thật sự thất vọng khi nói về chính trị. Nhưng làm gì đây? Chúng ta sống trong thế giới này, phải giúp những gì mình có thể. Ngay cả không có động cơ chính trị. Bởi vì tất cả gắn kết với nhau, người dân toàn thế giới, họ kết nối với nhau, tất cả các quốc gia gắn kết với nhau. Mặc dù mọi người không nhận ra điều đó, nhưng chúng ta phụ thuộc vào nhau về thực phẩm, an ninh, về nhiều thứ vật chất cần thiết trong thế giới này. Vì xây dựng hoặc vì tình hữu nghị, vì sự kết nối nhân loại, tất cả. Và chính trị nữa. Nên dù sống trong thế giới này như một người tu hành cũng không thể tránh được. Đôi khi quý vị phải can dự về mặt chính trị. Mặc dù không người tu hành nào thực sự thích bất cứ gì về chính trị. Chính trị thật đáng sợ và vô cùng phức tạp. Tôi cũng đọc bản tin mà quý vị đã hỏi tôi. Liên quan đến câu hỏi này, tôi đã xem một ít và suy nghĩ, trời ơi đáng sợ thay. Thật đáng sợ và làm sao có thể thậm chí là bất cứ tổng thống nào hoặc một tổng thống tốt. Tổng thống xấu không phải quá phức tạp, chỉ cần bịt miệng mọi người, bỏ tù họ hoặc gì đó, đe dọa họ, và sau đó mọi người chỉ không dám làm nữa.
Nhưng làm một tổng thống tốt rất khó. Giống như một người tu hành tốt. Nếu quý vị lặng lẽ tu ở nhà, tự mình tu, tu cho bản thân, thì không ai làm phiền quý vị. Nhưng nếu trở thành một nhân vật hàng đầu như minh sư hoặc gì đó, thì trời ơi, rất nhiều công kích. Điều này không có gì mới mẻ đối với tôi trong cuộc đời tôi. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, tương tự như những lãnh đạo chính trị. Tất nhiên có khác nhưng tương tự. Tương tự theo một cách nào đó, rằng người ta cố dìm quý vị, cố bôi nhọ thanh danh của quý vị, và tìm cách buộc tội mình một cách vô cớ hoặc không vì gì cả. Đủ thứ danh hiệu xấu và đủ loại chướng ngại sẽ trở lại quý vị. Đó là cái giá phải trả nếu muốn giúp thế giới, bởi vì thế giới đầy nghiệp chướng, rất khó. Rất ít có thể giúp họ được chút nào. Thật ra như Kinh Địa Tạng nói rằng, mỗi việc nhỏ mình làm, mỗi ý niệm nhỏ trong đầu mình đều là tạo nghiệp. Không nói về nghiệp nặng như giết người và giết động vật, và quý vị có thể thấy đó. Thật ra không phải tất cả những người ủng hộ Ngài Tổng thống đã làm điều đó. Tôi đã đọc trên bản tin rằng hơn 90% người ủng hộ ông bình tĩnh và yên lặng ở bên ngoài. Chỉ một số người vào bên trong thôi. Có thể là mười mấy người. Nhưng tất nhiên quý vị hiểu rằng trong mỗi nhóm chắc chắn là có một số năng nổ hơn, nóng nảy hơn. Mặc dù họ không muốn làm bất cứ điều gì, họ không có bất cứ vũ khí nào, dù họ không có bất cứ gì. Và một phụ nữ đã bị bắn chết, cô ấy không có vũ khí. Và rồi có thể một hoặc hai trong số họ đã bị kích động. Trong lúc nóng giận, sau tất cả thất vọng này, vì đôi khi, trước đây cũng vậy, những người ủng hộ Tổng thống Trump, họ đã phản đối, nhưng họ không bao giờ làm bất cứ điều gì. Đa số là từ phía bên kia, như các nhóm Black Lives Matter, Manter hoặc Antifa, và có lẽ một số nhóm khác, đa phần là họ làm. Không phải họ đều kích động và bạo động, nhưng có vài người làm, và đó là lý do mà cả nhóm bị mang tiếng xấu. Như những người ủng hộ Tổng thống Trump đã làm những gì đó trong tòa nhà Quốc hội hôm nọ. Chỉ cần vài người kích động một số người khác thì họ làm theo. Dù Ngài Tổng thống không bao giờ yêu cầu những người ủng hộ ông làm bất cứ điều gì, ông luôn bảo họ phải ôn hòa, đừng trúng kế của họ. Hãy ôn hòa, chúng ta phải ôn hòa. Ông nói hãy về nhà, bình an, đừng bị trúng kế kẻ địch. Và ai biết được, có lẽ không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Có thể đó là một nhóm khác trà trộn, và một hoặc hai người chỉ để gây rắc rối, chỉ để Tổng thống Trump sẽ không có cơ hội nữa. Cho dù một số người ủng hộ Tổng thống Trump cũng vào đó với họ, thì có phải bởi vì họ bị kích động bởi những loại người này không? Và rồi họ nói được, quý vị đúng, đúng rồi, chúng ta hãy làm thôi. Rồi họ đều cùng đi vào, nhưng chỉ một số ít. Không phải tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump, bởi vì ông bảo họ hãy ôn hòa. Cho đến nay họ cũng đã từng biểu tình, bởi vì có hai phe biểu tình, một phe là đảng Dân Chủ biểu tình và những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã biểu tình trước đó, nhưng họ là những người
đã bị đánh đập hoặc phục kích. Tôi đã đọc trong bản tin như họ biểu tình ôn hòa cả ngày, cho đến tối, khi hầu hết họ đã về nhà, chỉ còn lại một số người ủng hộ Tổng thống Trump sau cuộc biểu tình, họ đi vào nhà hàng để ăn. Thì phe kia phục kích họ và đánh đập. Nhưng nực cười thay, vào lúc đó tôi không nghe thành viên đảng Dân Chủ nào lên án điều đó cả. Họ lên án những người ủng hộ Tổng thống Trump bất kỳ lúc nào. Điều này không công bằng, bảo quý vị biết rất đáng sợ. Chính trị quả đáng sợ. Thật ra tôi rất tiếc cho Tổng thống Trump, nhưng tốt là ông được nghỉ ngơi. Thật đấy, tốt cho ông, nhưng dĩ nhiên không tốt lắm cho Hoa Kỳ, có thế thôi. Vậy tôi trả lời câu hỏi này rồi chứ? Bởi vì tôi có lẽ đã đi quá xa, tôi đã trả lời đầy đủ phải không? Tôi cảm thấy thế giới này quá đáng sợ sau khi đọc tất cả tin đó và tôi thấy tất cả điều đó. Mọi người chỉ buộc ông Trump và những người ủng hộ ông, và họ quên rằng cách đây không lâu, bao nhiêu năm qua, 2020, có biểu tình khắp nơi vì bất kỳ lý do gì. Và phía đảng Dân Chủ, ngay cả những đối thủ hàng đầu cũng chẳng hề nói một lời nào, không hề lên án những người đó. Mặc dù có người thiệt mạng, bị thương và chịu đau đớn, họ không lên án, mà thậm chí còn quyên tiền để cho mấy người đó được tại ngoại hầu tòa nữa. Bà Kamala, rồi còn ca ngợi mấy người đó nữa, nếu không khích lệ thì ca ngợi mấy người đó như anh hùng hoặc tiên dương họ. Nếu không thì ngay cả Chủ tịch Hạ viện và Pelosi phải không? Khi người ta hỏi ý kiến của bà về những sự bạo động này trên khắp quốc gia, bà chỉ nhún vai nói, người ta làm gì thì làm thôi. Nhưng bây giờ, cho dù những người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình, thì họ lên án khắp nơi muốn phế truất Tổng thống Trump. Cho dù ông không làm gì cả, ông không bảo họ làm gì hết. Thật ra, ông bảo họ điều ngược lại. Họ buộc tội ông. Thế giới này thật đáng sợ. Nhất là thế giới chính trị. Tôi thấy xấu hổ cho mấy người làm điều bất công. Ý nói dù thắng hay thua, cũng không thể không công bằng. Vẫn phải là người quân tử, là một kẻ thua cuộc tồi tệ thì không xứng đáng với phẩm giá của mình. Nếu là nhà lãnh đạo của quốc gia và là người thua tồi tệ, họ chỉ tìm cách buộc tội đối phương thay vì tự kiểm thảo chính mình và phe của mình thì không xứng đáng làm nhà lãnh đạo quốc gia. Và họ không thấy xấu hổ. Ngay cả khi đọc, tôi còn thấy xấu hổ. Sao loại người như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới này? Và không ai nói gì cả, không ai làm gì cả, bởi vì họ ở trong địa vị có quyền lực. Và họ thậm chí buộc tội mấy người kia là những kẻ khủng bố, mà không nhìn vào hành động của chính họ và ý kiến của họ trước đây trong những kỳ bầu cử khác hoặc trong những thời gian đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Họ cũng đã làm nhiều điều tương tự như vậy. Đã có vụ chiếm tòa nhà quốc hội trước đây. Những người ủng hộ Tổng thống Trump không phải là những người đầu tiên. Đảng Dân Chủ cũng đã làm vậy. Kiểm tra rồi cho tôi biết. Và rồi muốn làm điều này điều kia với họ và muốn phế truất Tổng thống Trump ngay lập tức này kia. Nếu không luận tội ông lần nữa, bất kỳ lúc nào, họ cứ muốn luận tội ông. Vậy tại sao họ không luận tội chính họ đi? Có nhiều điều mà họ làm còn tội lỗi nhiều hơn nữa. Tổng thống Trump không làm bất cứ gì như thế như những gì họ làm. Tôi như sôi sục bên trong bởi vì người dân Hoa Kỳ. Chỉ riêng dân Hoa Kỳ không thôi, đang chết tới hàng ngàn người mỗi ngày, nhiều hơn bao giờ hết. Và họ có quyền lực để thay đổi điều đó. Nhưng họ lại dùng mọi năng lực của họ
chỉ để trả thù nhỏ mọn đối với ông Trump và đưa ra những đạo luật vớ vẩn như đừng gọi mẹ là mẹ. Thế thì mình gọi mẹ là gì? Tất cả sự lãng phí này dùng tiền của người dân đóng thuế như vậy để bầu cho những loại người này. Nếu mình không thể gọi mẹ là mẹ thì chúng ta có thể làm gì khác trong thế giới tự do này? Nước được gọi là quốc gia tự do. Thật buồn cười, kỳ quặc hoặc hoàn toàn lố bịch, vô dụng, phí tiền và thời gian và còn làm hại dân nữa. Nhắc tôi nhớ tới thời Chúa Giê-xu, khi họ giết Ngài và tha thứ cho kẻ tội phạm. Trời ơi, đã hơn 2.000 năm rồi mà chúng ta kiểu như đi thụt lùi hay sao vậy? Đáng lẽ bây giờ chúng ta phải văn minh hơn chứ? Tôi cảm thấy tiếc cho ông Trump. Tốt là ông ấy cũng được nghỉ ngơi. Thôi đừng bận tâm, quên đi nghiệp nặng của nước Mỹ. Ông đã làm hết sức mình rồi, và chúng ta cũng đã làm hết sức để giúp những gì có thể rồi. Bởi vì quý vị thấy bao nhiêu người bỗng nhiên chống lại ông, mặc dù sao đã chống lại ông. Quý vị thấy đó, lúc hoạn nạn khó khăn sẽ biết ai là bạn của mình, ai là bằng hữu chân chính của mình. Ở Việt Nam chúng tôi có nói, đường dài mới biết ngựa hay. Và thức khuya mới biết đêm dài. Nếu quý vị ở bên ai đó một thời gian dài thì sẽ nhận ra người đó có phải là bạn trung thành của mình hay không. Bây giờ tất cả bộ mặt thật đã lộ ra. Cũng tốt cho Tổng thống Trump để học bài học này. Bài học xấu, ông là một người hơi ngây thơ. Mặc dù ông đã có tuổi và dày dạn trong kinh doanh, nhưng ông không thông thạo lắm về tâm tính con người. Bởi vì ông là một người tốt. Dù ông thắng hay thua, bảo quý vị rồi, chúng ta vẫn cảm ơn ông. Thành ra tôi bảo quý vị làm một chương trình về ông ấy để mọi người biết ông thật sự là vị tổng thống tốt. Ông là vị tổng thống tốt. Ngay cả đến phút cuối cùng, khi ông thậm chí không biết mình có thể tiếp tục làm tổng thống hay không, ông vẫn làm trung gian hòa bình, gửi người đi giúp. Trung gian hòa bình ở các nước khác. Và rồi ông đã ký đạo luật bảo vệ các cô bé gái không bị cắt bộ phận sinh dục để dừng lại hủ tục tàn nhẫn vô nhân đạo này đối với các bé gái. Mặc dù ở Hoa Kỳ, một số người vẫn giữ hủ tục đó. Ông đã ký luật ngay lúc này và tôi hy vọng rằng nó có ảnh hưởng quốc tế. Để không bao lâu, chúng ta không còn quấy nhiễu các bé gái như vậy nữa. Đồng thời cũng không cắt bao quy đầu của các bé trai nữa. Một cách tương tự, thật khủng khiếp, thật tàn nhẫn. Tưởng tượng đó là quý vị. Tưởng tượng quý vị bị như vậy. Quý vị thật bất lực khi mình là một em bé hoặc một đứa trẻ. Quý vị không thể làm gì cả. Họ chỉ làm như vậy với quý vị. Chỉ vì thế đó. Không cần biết quý vị có đau đớn và chết không, nhiều em bé chết vì việc đó. Nếu nói về chủ đề này, tôi sôi sục bên trong. Thế giới này là địa ngục, thảo nào. Họ không thể có tổng thống được lâu. Đó là lý do. Đó là lý do ông không được chấp nhận nữa. Dù sao, quý vị biết điều đó. Từ khi ông trở thành tổng thống, mọi người cứ chỏ mũi vào ông. Và thậm chí, một mình ông thôi, sao có thể như thế? Hàng trăm triệu người chỏ mũi vào ông. Ngay cả công dân quốc tế nữa, bởi vì ông mới lạ. Ông không được chỉnh sửa và huấn luyện về chính trị như tôi đã nói trước đây. Có lẽ Tổng thống Trump nên làm như ông Biden.
như trong buổi vận động công chúng, chỉ việc đẩy một thiếu nữ nào đó hoặc nắm lấy tay cô ấy và nói, này cô bé đừng giỡn với tôi, hoặc gọi ký giả đúng đắn nào đó gửi con một mánh, đại khái như thế, rồi có lẽ người ta sẽ bầu cho ông trong lần nữa. Ý tôi là có lẽ người ta sẽ chấp nhận ông lần nữa, bởi vì làm như vậy có hiệu quả. Ông Biden đã làm như vậy và đã thành công, phải không? Và còn hay hơn nữa là làm kinh doanh bí mật với Trung Quốc và Ukraine và đủ mọi thứ. Ông mới lạ và ông không có kinh nghiệm chính trị nào hết. Nhưng họ chọn ông ấy, có lẽ một số người cảm nhận ông là người tốt, cho nên đề bạt ông. Và rồi ông thắng. Sau đó mọi người không thích điều đó, nhất là phe đối lập. Bởi vì ông mới lạ. Ông nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, nhưng ông làm mọi việc mau lẹ. Ông quyết định nhanh, và ông thành công trong mọi việc ông làm, và ông làm cho Hoa Kỳ tốt hơn. Nên dĩ nhiên có đề dẫy ganh tị và thù ghét. Như vậy thì quý vị có thể tin tôi là ông được bảo vệ cẩn thận cho đến nay, bằng không ông đã tiêu tùng. Tôi đã nói trước đây phải không? Quý vị không cần phải tin tôi, chỉ cần tưởng tượng rồi quý vị sẽ hiểu lời tôi nói. Tất cả năng lượng xấu vùi dập ông suốt những năm qua, từ khi ông trở thành tổng thống, ngay cả một chút trước đó, và bây giờ vẫn còn cho tới phút cuối, khi ông mãn nhiệm sắp sửa rồi, thế mà họ vẫn buộc tội ông, hoặc thực sự làm thanh danh của ông xuống đến tận cùng. Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm, cảm thấy con người thật đáng khinh, không biết dùng lời nào để bày tỏ được hết. Khi người nào đó đã ngã xuống sàn rồi, mình không đánh họ nữa. Đó là quy tắc của quân tử trong võ thuật và trên chiến trường. Ở Việt Nam chúng tôi nói như thế, không đánh người ngã ngựa. Họ đã ngã xuống rồi thì quý vị không tiếp tục đánh hoặc đá nữa, bởi vì đó không phải là cách cao thượng của người quân tử trong võ thuật. Nhưng những người này, họ tiếp tục vùi dập ông và họ buộc tội ông đã kích động bạo lực. Đây là một trò cười của tất cả thiên địa. Trời ơi, người ta không biết xấu hổ sao? Chỉ vì danh lợi, làm mù lý lẽ và đầu óc của họ. Đó là những gì tôi đoán. Mặt khác, ma quỷ đã làm ảnh hưởng họ quá nhiều, làm họ trở thành như thế. Tôi thấy trên bản tin, trên đài Fox News, họ kiểu như thu nhập tất cả những điều mà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã từng nói suốt trong những năm qua về Tổng thống Trump. Những điều hung bạo. Ngược lại, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói những điều hung bạo như vậy về bất kỳ ai. Vậy, quý vị hỏi ý kiến của tôi, thì quý vị có đó. Tôi muốn tất cả họ biết, đừng có xóa. Tôi không sợ họ. Tôi sợ, ý là tôi cảm thấy đây là một thế giới đáng sợ, nhưng tôi không sợ. Không gì có thể nguy hiểm hơn là làm một minh sư. Một vị minh sư thật sự, đó là nguy hiểm lớn nhất mà mình nhận lấy rồi. Tôi muốn họ suy ngẫm bên trong chính họ và cảm thấy một chút xấu hổ. Thật ra cảm thấy rất là xấu hổ. Là một nhà lãnh đạo quá hung bạo, suy nghĩ như thế. Bất cứ gì quý vị nghĩ bên trong sẽ thành lời nói ra bên ngoài. Và rồi nếu họ hung bạo như vậy, họ không có quyền gì cả, bất cứ quyền gì, để buộc tội Tổng thống Trump bất cứ lúc nào. Được rồi, tôi có thể nói mãi, bởi vì tôi vô cùng thất vọng, rất giận dữ trong lòng khi thấy bất công này đối với một người tốt. Những người này, có lẽ họ đang cười bây giờ, nhưng họ có lẽ sẽ không cười khi họ đối diện với Thượng Đế, nếu họ thậm chí có cơ hội để đối diện Thượng Đế. Thưa sư phụ, bây giờ Tổng thống Trump đã chấp nhận ông Biden thắng cử. Sư phụ nghĩ gì về điều này?
Tôi nghĩ chị à, tôi lo sợ cho quốc gia của quý vị và cho thế giới ngày càng thoái bộ. Tôi hy vọng là không thoái bộ quá nhanh. Kiểu lãnh đạo này làm sao có thể lãnh đạo quốc gia, nhất là Hoa Kỳ, đáng lẽ phải là một quốc gia hàng đầu trên thế giới, và lại có kiểu lãnh đạo này. Tôi không hối tiếc khi nói điều đó, nhưng tiếc cho quốc gia của quý vị, ý nói là cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ gì à? Tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ là hoàn toàn không công bằng. Và đã bảo quý vị trước đây rồi là không công bằng. Nhưng cách họ hành xử, dù không công bằng hoặc gian lận cũng đủ xấu rồi. Cách họ hành xử ngày nay, tôi nhìn vào bản tin từ Fox News. Họ đã thu thập tất cả những lời nói, tất cả bài nói chuyện hung bạo của họ, và tất cả mấy thứ đó, tất cả sự ngược đãi với những người ủng hộ Tổng thống Trump, tương phản với cách họ đối xử với người khác mà có bạo lực trong nhóm nào đó. Họ thật sự kiểu như không trừng trị, hoặc chỉ bỏ qua cho mấy người đó, hoặc khuyến khích, hoặc ngay cả ca ngợi họ để họ có thể tiếp tục mãi mãi. Tại sao? Chỉ để gây rắc rối cho Tổng thống Trump, họ rất vui vẻ để làm bất cứ điều gì. Tôi không tôn trọng mấy loại người này, xin lỗi. Cho dù họ đang ở trong địa vị cao nhất trên thế giới, tôi cũng không tôn trọng. Mà ngược lại, tôi nghĩ người ta sẽ khinh thường mấy loại người này, nhất là trong vai trò lãnh đạo, lúc nào cũng vậy. Có lẽ còn buộc tội người khác nữa. Cũng như ở Việt Nam chúng tôi có câu vừa ăn cướp vừa la làng. Tên trộm đang cướp của ai đó, mà rồi cứ la lên, cứu tôi, hắn là tên trộm, cướp của người khác, thế mà cứ la lên, làm ồn ào, và đánh trống qua cửa nhà sấm, nghĩa là có sấm sét mà không muốn nghe sấm sét, nên gây ồn ào bằng cách đánh trống để che lấp. Và khi đang cướp của người khác, nhưng lại than vãn và la lên, như thế mình là nạn nhân, nên người ta hoang mang, không biết ai là ai, không biết ai là nạn nhân. Loại hành vi này tương tự như thế. Tôi không muốn nói nhẹ nhàng nếu họ không xứng đáng. Thưa sư phụ, ngài có thông điệp nào gửi đến Tổng thống Donald Trump không? Có, trước hết cho công chúng. Tự đáy lòng tôi, xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về sự cố ngày 6 tháng 1 năm 2021, gửi đến tất cả gia đình không may bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, và đến công chúng rằng các linh hồn đã chết oan đã trở về nhà thực sự của họ trên thiên đàng, mãi mãi tự do. Tôi hứa bằng danh dự của tôi. Và bây giờ là dành cho Tổng thống Trump. Thưa ngài Tổng thống, đừng quá buồn. Ngài cần, ngài xứng đáng nghỉ ngơi bây giờ, thoát khỏi mọi sóng gió đã xảy ra trong cuộc đời, trong cuộc sống thuộc nhiệm kỳ tổng thống của ngài cho đến nay. Và thời gian sẽ xoa dịu, thời gian sẽ giúp ngài chữa lành mọi vết thương sâu đậm đã gây ra cho ngài, cho tâm trí ngài, cho an bình ngài, bởi chính những người ngài đã tin cậy như bạn bè, gia đình, thân nhân, đồng nghiệp và đồng chí trong lý tưởng của ngài, và những người đã được cho là ngòi bút và tiếng nói của công lý và sự thật. Thế giới vẫn còn đầy rẫy những người thông minh, trí huệ và công bình. Họ biết sự thật đằng sau mọi mánh lới, mọi điều xảy ra trong thế giới của ngài. Thưa ngài Tổng thống, ngài đã làm việc thật đáng phục
và tuyệt vời với địa vị tổng thống và nhà lãnh đạo của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà chưa bao giờ có ai hy vọng làm được, và Ngài đã cố gắng hết sức. Cả thế giới đều biết điều đó. Hãy yên tâm, thưa Tổng thống, những người đã từng hại Ngài, hãy tha thứ cho họ, tha thứ cho tất cả. Thưa Tổng thống, chúng tôi biết Ngài sẽ làm vậy vì trong tâm Ngài chỉ biết tình thương và hòa bình. Tôi rất lấy làm buồn, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi buồn vì những gì Ngài đã trải qua. Thưa Ngài Tổng thống, những người đã đối xử bất công với Ngài, xin lỗi, tôi quá xúc động, và hại Ngài hãy tha thứ cho họ. Họ quên rằng cuối cùng rồi chúng ta đều sẽ đối mặt với Thượng Đế và phán xét của Thượng Đế. Thưa Tổng thống, Ngài mãi mãi là vị Tổng thống yêu dấu trong lòng của tất cả người dân trên thế giới. Không chỉ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Ngài là vị Tổng thống của dân. Và địa vị Tổng thống này không ai có thể phủ nhận, vì địa vị đó sẽ đi vào lịch sử và không ai có thể tước đoạt từ Ngài. Thượng Đế thương Ngài, mọi người thương Ngài và Thượng Đế gia trì Ngài, thưa Tổng thống. Sư phụ đã được tán dương và công nhận bởi nhiều Tổng thống Hoa Kỳ. Thưa sư phụ, một nhân duyên tốt lành như vậy với Hoa Kỳ bắt nguồn từ đâu? Tôi không có thời gian để kiểm tra, phải vào hồ sơ Akashic. Đôi khi tôi biết liền, đôi khi nếu cần tôi phải đi đến đó. Có lẽ do nhân duyên tốt, thứ nhất. Thứ hai, có nhiều nhà siêu linh ở Hoa Kỳ. Họ có thể thấy ai là ai. Nhưng đôi khi siêu linh của một phe trắng và siêu linh một phe kia không trắng, bởi vì họ dùng các phương pháp khác nhau và cộng với nghiệp của quốc gia, nên không quan trọng. Vấn đề là lực lượng đen tối trong thế giới này đôi khi dường như mạnh hơn bởi vì nghiệp của con người. Nghiệp giúp thúc đẩy. Không ai có thể thành công trừ khi nghiệp củng cố sự việc đó, làm cho nó mạnh mẽ thêm. Và cộng nghiệp cũng có thể thúc đẩy sự kiện xấu hoặc tốt xảy ra. Thành ra tôi muốn bảo quý vị, không phải lỗi của ai. Cho dù tôi đang sôi sục bên trong, chỉ là sự bất công của sự việc làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi có thể có nhân duyên tốt với Hoa Kỳ và ngoài ra cộng với những người có khả năng ngoại cảm này, họ sẽ cố vấn cho chính phủ. Một đệ tử của tôi cũng có khả năng ngoại cảm, nói rằng nhiều nhà ngoại cảm khuyên một số nhà lãnh đạo chính phủ rằng họ nên đối xử tốt với tôi, bởi vì sẽ tốt cho quốc gia của họ. Có lẽ cũng như thế này. Để tôi xem có thể cho quý vị biết được không. Trước đây lâu rồi, khi tôi chưa nổi tiếng lắm, tôi chỉ có một vài đệ tử thôi và không có nhiều việc để làm, cũng không lo lắng nhiều, chỉ có một chút nghiệp nhỏ của đệ tử dễ lo liệu, không như bây giờ có cả thế giới. Và rồi một ngày kia tôi có một thể nghiệm, ý là nói chuyện với thiên đàng này nọ. Họ nói tôi có nhân duyên với một số quốc gia. Thật ra, có nhiều quốc gia, nhưng kiếp này tôi có thể chọn một quốc gia để hỗ trợ. Họ đưa tôi danh sách các quốc gia. Tôi có thể chọn một quốc gia và rồi tôi cứ suy nghĩ về kịch bản đó. Suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Tôi nói, tôi muốn hỗ trợ tất cả các quốc gia. Họ nói rằng không thể được, Ngài phải chọn một quốc gia thôi. Đó là một phần của hợp đồng, tất nhiên. Bởi vì tôi hỏi,
Tôi có thể làm gì cho thế giới? Có thể làm gì hơn nữa? Có thể làm gì thêm ngoại trừ việc truyền tâm ấn? Tôi nói, tôi có thể giúp thế giới nhiều hơn theo cách nào đó không? Và họ nói, Ngài có thể chọn để giúp một quốc gia và nhân duyên đó, hoặc loại hỗ trợ đó cũng sẽ lan rộng khắp thế giới. Nên tôi cứ suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ lưỡng và rất lâu. Rồi tôi đã chọn Hoa Kỳ, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào lúc đó tôi chưa có phần thưởng hoặc giải thưởng nào từ Hoa Kỳ cả. Vào thời điểm đó, tôi đã đến Hoa Kỳ có lẽ chỉ hai lần. Chỉ một buổi giảng pháp với một nhóm cử tọa nhỏ, không có gì quan trọng, có lẽ vài trăm người. Và tôi đã nói, tôi chọn Hoa Kỳ. Họ nói, thưa, Ngài có chắc không? Ngài có thể chọn bất kỳ quốc gia nào Ngài muốn. Tôi nói, tôi chọn Hoa Kỳ bởi vì đó là một quốc gia lớn và cũng có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Điều gì xảy ra với Hoa Kỳ cũng sẽ lan rộng ra và ảnh hưởng toàn thế giới. Thành ra tôi chọn Hoa Kỳ. Lúc đó, tôi không biết nhiều người ở Hoa Kỳ, chỉ vài người. Rồi sau đó, khi có những buổi giảng pháp, thì đa số chỉ có người Á Châu đến. Cho nên không phải vì tôi biết người Hoa Kỳ nên tôi chọn. Có lẽ là do vậy. Có lẽ đó là vì sao mà đến về sau này mới thấy kết quả trong hình thức của nhiều lời ca ngợi từ các tổng thống Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ như quý vị vừa hỏi tôi. 50 năm trước đây, Minh Sư Paramahansa Yogananda công bố rằng Tổng thống Abraham Lincoln từng là một hành giả yoga ở Himalaya Sơn trong kiếp trước và rằng ông ấy chết với ước muốn là đoàn kết con người và mang lại sự bình đẳng chủng tộc. Minh Sư Yogananda tuyên bố, Ngài đã làm việc cho Thượng Đế Abraham Lincoln, biểu hiện lý tưởng cao nhất của chính phủ. Khi ông ấy nói chính phủ nên là của dân, bởi dân và vì dân, ông ấy là một người tâm linh sâu sắc. Dù vậy, ông ấy phải chịu khổ bởi vì sự vô minh của vài người. Dường như lịch sử lặp lại với Tổng thống Trump, ông ấy cũng dường như rất tâm linh. Và chúng ta đã nói lần trước về giao ước của ông ấy với Thượng Đế. Thưa Sư Phụ, tại sao Hoa Kỳ lại có những nhà lãnh đạo tốt mà cũng rất tâm linh như vậy? Tại sao không? Cô thích quốc gia không có nhà lãnh đạo tâm linh nào hay sao? Đời đời kiếp kiếp, nhiều quốc gia có những nhà lãnh đạo tâm linh mà cũng là nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc gia. Cô đã thấy chương trình AP tiên đoán cổ xưa liệt kê trước đây phải không? Như một vị vua của Việt Nam, một vị vua của Đại Hàn và nhiều vị vua nữa. Chỉ là một minh sư, người có tâm linh, họ có thể tự do để chọn là người nào, tùy theo họ muốn giúp bao nhiêu, hoặc họ có nhân duyên với người dân của quốc gia đó nhiều bao nhiêu. Vì vậy họ có thể chọn con đường mà giúp ích nhiều người nhất cho quốc gia của họ. Vì quốc gia đó không chỉ là Hoa Kỳ có các lãnh đạo tốt. Quý vị nên mừng rằng quốc gia của quý vị đã có vài nhà lãnh đạo tốt, cũng có tâm linh nữa, một số thầm lặng hơn và một số công khai. Thí dụ như ông Trump, không ai đề cập, hầu như đa số báo chí không khen ngợi ông ấy như một tâm linh hoặc gì cả. Họ không thấy được. Có lẽ chỉ có đài Fox News là đài tốt nhất. Fox News và có lẽ là New York Post. Có phải New York Post là tờ báo liệt kê các việc làm của ông? Tôi nghĩ là tờ báo đó. Vài đài truyền thông là tốt, thẳng thắn, rất sáng suốt và có nhiều trực giác hơn về ai tốt, ai không tốt. Ngoài ra cũng có công bằng như Fox News và New York Post, cũng giống những nhóm khác. Có lẽ có thêm một hoặc hai nhóm nữa, không thấy nhiều, chỉ tình cờ biết được gần đây bởi vì những chuyện của Tổng thống Trump. Bằng không, tôi sẽ không biết báo nào là báo nào. Những báo khác thuộc phương tiện truyền thông khác, họ rất thiên vị ra mặt và không biết hổ thẹn khi gọi ông ấy bằng đủ loại tên
và ngay cả nói ông ấy chỉ là một ông mập đủ thứ. Tôi nghĩ ông trông được mà, ông ấy đâu có béo phì hay gì đâu. Dù ông ấy có mập thì đã có sao? Có bất kỳ luật nào ở Mỹ nói rằng tổng thống phải như một người mẫu, không thể có một phân anh mỡ nhiều hơn quy tắc được tính toán hoặc bất cứ gì như thế. Nực cười, phải không? Phải đánh giá một tổng thống hoặc bất cứ ai bởi đức hạnh của họ, bởi hành động của họ, không phải bởi ngoại hình của họ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy trông tốt. Với tuổi của ông ấy nhìn rất tôn nghiêm. Ông ấy đi thẳng và trông như một ông vua, rất có thẩm quyền, rất tôn nghiêm. Vậy đó là những gì tôi nói. Sao tôi lại nói tất cả những điều này? Câu hỏi của quý vị là gì? Người có tâm linh và chịu khổ. Quý vị không biết, chưa hết đâu. Bởi vì ngày nay chúng ta có báo chí, có truyền hình, nên chúng ta biết nhiều hơn về nỗi khổ của Tổng thống Trump từ những công kích khác nhau, từ các nguồn khác nhau. Nhưng trong thời Abraham Lincoln, có ít truyền thông hơn nên chúng ta đâu có biết ông đã chịu khổ bao nhiêu. Ông chịu khổ hơn rất nhiều so với nỗi đau vào ngày ông chết. Cũng như Tổng thống Kennedy, ông cũng là Tổng thống rất vĩ đại, đúng không? Được dân chúng kính yêu, nhưng cuối cùng ông đã ra sao? Không vì lý do gì hết, vì sự hung ác. Chỉ là sự hung ác, chỉ là địa ngục, chỉ có vậy đó. Nên nếu Tổng thống Trump vẫn còn sống, thì ông nên biết mình rất may mắn rồi. Ông đã rất may mắn. Nhưng thay vì làm cho ông đau khổ về thể xác, họ làm cho ông đau khổ về tinh thần, về tình cảm, uy tín, đúng không? Tôi chỉ là quá lo lắng về cuộc bầu cử này và thế giới. Tôi thật sự nhìn thấu qua lĩnh vực chính trị ngay bây giờ. Ý tôi là trong mấy ngày này, trong mấy tuần này, hoặc từ khi tôi bắt đầu nhận ra sự bất công và sự đối xử tồi tệ với Tổng thống, chỉ nhìn vào nó, tôi không muốn nhìn nữa. Chúng ta sống trong thế giới gì đây? Nói quý vị nghe, quá thật đáng sợ. Mình phải thật sự xấu, nếu không thì không thể sống sót. Ông Trump, dĩ nhiên, dù sao ông không thể xấu. Cho dù ông muốn, ông cũng không thể. Ông không sinh ra làm người xấu, cho nên đã rất may mắn rồi. Ông sống sót qua một nhiệm kỳ đã là một phép lạ rồi. Lịch sử tái diễn. Tổng thống Trump cũng như Tổng thống Kennedy, John Kennedy. Tôi rất buồn nhiều người tốt lại như thế. Người ta không đối xử tốt với họ bởi vì thế giới này không phải là thế giới tốt đẹp. Đời đời, kiếp kiếp, quý vị thấy có bao nhiêu người tu hành? Thời Chúa Giê-xu có bao nhiêu người theo Ngài? Và tương đương có bao nhiêu người quấy nhiễu, hành hạ và từ chối Ngài, hãm hại Ngài ngay cả suốt cho đến lúc đóng đinh Ngài trên thập tự giá? Nhiều vị minh sư họ không bao giờ được thuận lợi như ở đây. Tôi đã may mắn. Tôi thấy mình may mắn. Có lẽ không biết, lần này tôi khá hơn. Tôi đã trốn rất kỹ qua bao nhiêu năm nay. Vì quý vị, dĩ nhiên bây giờ chúng ta có truyền hình vô thượng sư nên tôi lại xuất hiện. Nhưng khi tôi ở một mình, hoặc không nhất thiết một mình, chỉ với một hai đệ tử, tài xế hoặc ai đó, bất kỳ nơi nào tôi đi, người ta không biết tôi là ai. Không bao giờ. Bởi vì tôi không nói chuyện như một người tu hành. Tôi nói những chuyện bình thường và không diễn đẹp hoặc gì hết. Tôi ăn mặc bình thường, không phô trương hoặc bất cứ gì như thế. Bởi vì tôi phải tự bảo vệ mình. Nhưng vì thế giới, tôi muốn giúp thế giới. Nếu muốn giúp thế giới, quý vị không thể luôn trốn
và tôi vẫn đang trốn bây giờ, nhưng khi nào tôi có thể. Bất cứ khi nào tôi có thể. Nhiều lần trốn tránh mà tôi thoát khỏi sự hãm hại, thoát khỏi rắc rối và nguy hiểm. Nhiều lần có giúp, sự trốn tránh có giúp. Chúng con thắc mắc không biết sư phụ có từng là Tổng thống Hoa Kỳ trong kiếp trước, hoặc thậm chí là một trong các tổ phụ lập quốc. Tại sao quý vị lại hỏi câu hỏi này? Tôi cũng không thể chứng minh điều đó. Tổng thống Washington, quý vị nhớ ông không? Đó là sư phụ của quý vị đấy. I was your master. Ngạc nhiên ha. Surprise you, huh? Yeah. Có lẽ đó là lý do tôi có thể nói chuyện chính trị mấy ngày nay. Tôi biết cả trong lẫn ngoài, biết phe đối lập và biết chính mình. Quý vị ngạc nhiên ha. Có lẽ quý vị nghĩ tôi là Abraham Lincoln, bởi vì ông rõ ràng có nhiều tâm đạo hơn. Giờ quý vị hỏi tôi mới nhớ. Có lần tôi đọc trong báo Việt Nam nào đó, một tạp chí tại Hoa Kỳ. Tôi đã có lần ở Hoa Kỳ và họ có mấy tạp chí này nằm đâu đó. Và một phụ nữ ở đâu đó, cô ấy viết một quảng cáo trong tờ báo đó. Cô ấy nói cô ấy có thể nghiệm khi cô cầu nguyện với ông Washington. Tổng thống Washington, cô không gọi ông là Tổng thống. Cô ấy nói đúng là Bồ Tát Washington. Đó là câu cô ấy nói bằng tiếng Việt Nam. Đúng là Bồ Tát Washington thật sự. Thật sự linh nghiệm, rất linh nghiệm. Rất thánh thiện. Tôi cầu ông ấy và ước muốn của tôi thành sự thật. Tất cả quý vị nên cầu ông ấy đại khái như thế. Thật vậy, thành ra cô ấy cứ nói như thế. Ở Việt Nam, tôi có nhớ họ phát âm tên của ông là Washington. Nghe tương tự như vậy. Cô ấy gọi ông là Bồ Tát, nghĩa là vị thánh Phật giáo, như một vị thánh trong Phật giáo. Tôi còn nhớ chuyện đó. Có lẽ quý vị có thể kiểm tra lại tất cả tạp chí này và trong thư viện quốc hội đâu đó. Có lẽ vẫn có thể đọc được bài đó, không chắc có thể không nữa. Vì tôi đọc bài đó chắc là 30 mấy năm về trước. Đó là vào những ngày đầu trong sứ mệnh tâm linh của tôi. Và có lẽ chỉ có mới lần thứ hai tại nước Mỹ, tôi tình cờ đọc tờ báo đó. Và lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi nói, sao có thể như thế? Một tổng thống vào lúc đó. Lần đó, tôi không biết nhiều về tiền kiếp của tôi. Không cần phải biết. Không lý do gì để kiểm tra. Để làm gì, tôi sống một ngày trong hiện tại. Vào lúc đó, chỉ khi quý vị hỏi tôi, hoặc là ai đó nhìn thấy, thì chúng ta biết. Tôi càng sống lâu, thì quý vị càng đào ra rất nhiều bí mật này, mà ngay cả tôi cũng không biết trước đây. Thưa sư phụ, có nhà lãnh đạo nào khác mà từng bị phán xét sai lầm không? Nhà lãnh đạo mà thật ra tốt cho quốc gia của họ và thế giới, nhưng bị miêu tả là nhận thức sai lạc. Thí dụ như Ngài Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, người đồng ý những hiệp ước hòa bình với các quốc gia Ả Rập như Morocco, các tiểu vương Ả Rập thống nhất và có lẽ nhiều hơn trong tương lai. Dĩ nhiên có nhiều, nhiều hơn chỉ có Tổng thống Trump thôi. Tôi không nhớ tên họ trong đầu ngay bây giờ. Và tôi biết thêm vài người vẫn còn sống, cũng ở trong quốc gia Âu Châu và cũng trong một quốc gia châu Mỹ Latin và tại Đại Hàn nữa. Nhưng làm sao mình có thể được tán dương và công nhận trong thế giới này khi thế giới này là đối nghịch của thiện lành? Ngay cả nhiều minh sư đã đến và đi, nhưng có bao nhiêu người theo các ngài, bao nhiêu? Cho dù có hàng triệu người theo họ, nhưng thế giới có hàng tỷ người. Chỉ là một tỷ lệ nào đó của thế giới là theo các ngài.
Và có nhiều người trong số đó đến từ thiên đàng cao đẳng. Họ tái sinh vào thế giới này để giúp những bằng hữu hoặc gia đình, thân nhân trước đây của họ, mà cũng tái sinh trong thế giới này. Rồi dĩ nhiên, những loại người này họ lập tức nhận ra một chân sư. Chỉ từ bài giảng đầu tiên hoặc bài nói chuyện đầu tiên, họ lập tức nhận ra minh sư. Họ theo và họ muốn tâm ấn rồi. Và số còn lại cứ tiếp tục cách sống vô minh của họ. Đó là tại sao Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh. Và nhiều, rất nhiều, hầu như các vị minh sư đã bị giết hoặc sát hại, hành hạ trong những cách vô cùng độc ác và kinh hoàng, những cách kinh khủng. Cho nên, để làm một tổng thống tốt, ít nhiều gì cũng có một số phận tương tự. Thành ra họ giết Tổng thống Kennedy vì lý do gì? Không ai thật sự sẽ tìm ra lý do thật sự. Nhiều nhà lãnh đạo tốt cũng từng bị ám sát. Bởi vì thế giới này thuộc về những người xấu, thuộc về ma vương. Tất cả kinh điển đều nói như vậy. Thành ra minh sư xuống trần và bảo chúng ta hãy đi theo ta về nhà, về thiên đàng. Đây không phải là thế giới của quý vị. Bất cứ gì quý vị có ở đây sẽ không cho quý vị hạnh phúc, trường tồn, và nó không thật. Thưa sư phụ, trong một buổi hội thảo trước, sư phụ có kể về một người đàn bà từng giết gà, buôn bán rồi sau đó bị bệnh và xuống địa ngục, đã trải qua đau khổ kinh hoàng. Sau khi cầu nguyện với Bồ Tát, Ngài hiện ra và cho một cơ hội sống để chuộc lại tội lỗi trong quá khứ bằng cách sống thiện lành và đức độ, chăm sóc cho động vật. Thưa sư phụ, những loại trải nghiệm này có phải là một phần số mệnh của một người, hay nó tùy vào sự thuần khiết trong tâm và niềm tin của người đó để có chúng? Thí dụ như một trải nghiệm tương tự giúp chủ loài sát sinh ngày nay để ông ta thức tỉnh nhanh hơn và hành động một cách tương tự như người trong chuyện đó. Tôi ước có thể người trong chuyện, mặc dù đã giết nhiều gà này kia, nhưng mình không biết có loại công đức nào trong tiền kiếp. Có lẽ họ đã có nhân duyên cúng dường gì đó cho người tu hành, người tu hành tốt. Hoặc có lẽ bối cảnh rất tốt như gia đình Phật giáo. Cho dù họ không nghiêm ngặt tuân theo giáo lý của Phật, nhưng tối thiểu họ có điều gì đó, ấn tượng nào đó trong tiềm thức của họ, biết thế nào là tốt. Và rồi có lẽ giết gà làm trong tâm không cảm thấy tốt, và có thể suy nghĩ biết không nên làm việc đó, bởi vì theo bối cảnh lúc đó như Phật giáo không được sát sanh và thế này thế kia thế nọ. Cho dù sát sanh, nhưng chính bà cảm thấy mình không đúng, nhưng phải làm, nghĩ đó là cách tốt nhất, cách nhanh nhất để kiếm sống. Bởi vì họ nuôi động vật, rồi động vật sinh sản nhanh, và rồi họ chỉ bán đi hoặc giết đi để bán. Nên tối thiểu người đó có gì tốt bên trong, hay trong tâm, hoặc tiềm thức của họ, hoặc công đức nào đó trong tiền kiếp, vẫn là công đức. Có hai loại nghiệp chúng ta mang, đó là công đức hay là tội lỗi. Trong một giai đoạn nào đó của đời mình, chúng ta sẽ dùng một trong hai loại đó, và tùy theo mình dùng nghiệp khẳng định nhiều bao nhiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục nhiều hơn trong cách đó. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu trong cách phủ định thì có lẽ chúng ta tiếp tục cách đó. Điều đó không có nghĩa là công đức giảm bớt đi, chỉ là tội lỗi tăng lên. Có một chuyện tôi kể quý vị trước đây. Có một ông nọ một lần đi nghe pháp của vị minh sư, chỉ một lần thôi, và rồi vị minh sư nói với ông ấy rằng không lâu nữa ông sẽ chết, hôm nay hoặc ngày mai, dù sao rất lẹ, rằng đời ông ấy sẽ chấm dứt bây giờ. Rồi sau khi ông chết, linh hồn ông sẽ đến trước mặt phán quan, và nếu họ hỏi ông
ông có một số công đức và cũng một số tội lỗi. Về phần công đức, ông sẽ được hưởng trên thiên đàng, và về phần tội, ông sẽ bị trừng phạt trong địa ngục. Ông thích dùng phần nào trước, bởi vì cho ông sự lựa chọn. Ông có một số công đức, vì vậy có thể lựa chọn. Ông ấy đã nghe giáo lý của vị thánh trong một ngày một lần, và nếu phán quan hỏi ông vậy, ông phải nói tôi muốn dùng công đức trước trên thiên đàng. Rồi phán quan sẽ để ông lên thiên đàng, thì ông có thể không phải xuống địa ngục. Cho nên ông ấy lên thiên đàng, và rồi ông ấy gặp vị thầy tâm linh lần nữa, cũng ở trên thiên đàng. Bởi vì một vị đại minh sư, họ hiện hữu ở rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Họ dạy những chúng sinh khác nhau ở những thiên đàng khác nhau, cũng như trên địa cầu. Quý vị biết điều đó phải không? Tôi bảo quý vị trước đây rồi. Vì thế ông ấy lên thiên đàng, và phán quan bảo ông ấy rằng sau khi hưởng xong phước đức của mình trên thiên đàng, ông phải trở lại địa ngục. Nhưng dĩ nhiên ông ấy không phải đi địa ngục, bởi vì khi lên thiên đàng, ông lại nghe minh sư này giảng đạo lần nữa, và ông ấy có thêm công đức. Thế là ông ấy cứ tiếp tục đi lên. Vì vậy ông ấy đã không phải đi địa ngục gì hết. Tương tự như thế, người này trong câu chuyện thật tôi kể có lẽ có công đức nào đó. Do đó, Quan Âm Bồ Tát thậm chí đến để giúp ông. Bà ta cầu nguyện, cho nên chắc chắn ra đời trong một bối cảnh tốt. Và bà ấy biết cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát. Nhiều người bất kể tôn giáo của họ là gì, nhiều người không biết về chuyện sát sinh. Cho nên họ cứ giết bất cứ gì trong bất cứ lễ hội nào, hoặc giết mỗi ngày chỉ để ăn. Dù họ không giết, họ mua thịt của động vật bị giết để ăn. Quý vị thấy tất cả tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, vân vân. Không phải tất cả, nhiều người họ thuộc về những tôn giáo khác nhau. Họ vẫn ăn thịt mỗi ngày, cho dù người sáng lập, người thầy của họ, Minh Sư Nguyên Thủy đã dạy họ đừng ăn thịt. Như tín đồ Cơ Đốc giáo, các ngươi không nên trà trộn vào những người uống rượu và ăn thịt. Rồi họ làm gì? Họ làm y chang chuyện đó. Tín đồ của Chúa Kitô và tín đồ của Phật cũng giống nhau. Bây giờ, vì vậy, trừ khi họ có điều gì đó như thế, rất khó để chữa bệnh vô minh và thói quen nhầm lẫn của họ. Bởi vì họ chỉ nghĩ về đời này, họ bận rộn, họ kinh doanh, phải điều hành, họ có gia đình phải chăm sóc, họ phải hàn gắn cuộc cãi cọ với vợ hoặc chồng và tất cả mấy chuyện đó. Và có lẽ ra tòa về việc thừa hưởng gia tài và đủ mọi thứ, và họ ăn bất cứ thứ gì đã được nấu và đưa cho họ, không biết kết quả. Họ không kết nối với các sinh vật, họ không suy nghĩ, và rồi cho dù họ có thoáng nghĩ đến, họ sẽ không có thời gian để tiếp tục phân tích ý nghĩa đó, và rồi họ bận rộn, họ chỉ ăn rồi trở lại làm việc nữa và lo lắng về nhiều điều khác. Cho nên thật ra chúng ta không có nhiều người Cơ Đốc giáo, Kitô giáo chân chính. Chúng ta không có nhiều Phật tử chân chính, tín đồ của Phật. Chúng ta không có nhiều. Rất khó để tìm thấy tín đồ tốt trong bất kỳ tôn giáo nào. Không có nhiều. Thành ra quý vị hỏi tôi rằng những người chủ lò sát sinh hoặc đồ tể có nên có loại trải nghiệm này không? Không may mắn vậy. Không phải ai cũng may mắn thế. Quý vị phải gieo gì đó để gặt hái gì đó, đúng không? Gieo nhân gì, gặt quả đó. Thành ra tôi luôn luôn nói với quý vị, những người gọi là đệ tử của tôi, rằng quý vị phải luôn luôn làm tốt và sống đạo đức và tốt, đối xử với người khác như đối xử với chính mình. Quý vị không muốn bị đối xử theo cách nào thì đừng đối xử với tha nhân theo cách đó, nhất là khi không bị khiêu khích, không có sự khiêu khích. Dù sao đi nữa, bởi vì quý vị không bao giờ biết, không bao giờ biết là lúc nào mình chết. Ngay cả những người không phải là đệ tử, họ ở ngoài đoàn thể chúng tôi, họ cũng không phải luôn luôn là người tốt, làm việc tốt. Rồi họ sẽ có công đức tốt, dù trong kiếp tới họ không thể được giải thoát, bởi vì họ không tu hành.
Ngay cả trong đệ tử của tôi, nếu họ làm điều gì xấu, có lẽ họ sẽ phải tái sinh lần nữa. Và không bao giờ biết công đức đã làm trong kiếp này có theo mình trong kiếp này hay không. Với nghiệp cũng thế. Tôi hiểu quý vị có công đức để trong tình huống đặc biệt nào đó, chư thánh có thể giúp và có thể giúp quý vị. Hoặc những loại người này, họ bị thúc ép làm cả hai công việc này, nhưng bên trong họ không muốn, họ sám hối và cảm thấy có tội lỗi. Và họ cũng có cái cớ nào đó, có hạt giống nào đó nảy mầm. Hạt giống từ bi, hạt giống yêu thương trong linh hồn, trong tâm của họ. Thì có lẽ họ cũng có thể có được để giúp lúc cần thiết, sau khi họ rời thế giới này, trước hay sau đó, tùy theo mỗi người. Hoặc nếu họ nhìn thấy minh sư ở đâu đó, một chân sư, minh sư có quyền năng, có thể giải thoát con người, và họ cảm thấy như ồ, họ thích vị đó, dù họ có thể không biết đó là vị minh sư, họ có lẽ vẫn cảm thấy có chút cảm tình nào đó, ít xa không có tâm thù ghét. Và rồi, có lẽ vào lúc lâm chung, có lẽ vị minh sư đó đến để giúp họ. Nhưng không nhiều người may mắn như vậy. Nếu họ không phê bình hoặc phỉ báng minh sư, thì họ sẽ được xem là may mắn hoặc một phép lạ rồi. Trong kiểu thế giới này, quý vị không thể kỳ vọng nhiều lắm. Và người ta nhiễm độc rất sâu sâu rồi. Đời đời kiếp kiếp, thói quen của họ, khuôn mặt của họ. Và không bận tâm nhiều về đề tài tâm linh, không nghĩ nhiều lắm. Và nếu một vị minh sư đến thị trấn của họ, họ thậm chí chẳng màng để nghe, hoặc họ có thể chỉ trích hoặc tung tin giả. Và rồi bây giờ rắc rối hơn và sự nghiệp hơn cho chính họ vì sự vô minh. Thưa sư phụ, bằng cách nào đó các giáo chủ ở đẳng cấp khác nhau có thể lấy lại giá trị của họ. Họ làm điều đó bằng cách nào hả? Họ phải nghỉ ngơi và thiền và cầu minh sư nào đó giúp đỡ. Giống như người ở trần gian này, họ lấy lại sự thuần khiết và giá trị tâm linh của họ bởi vì họ gặp minh sư và tu học với minh sư đó, rồi tu hành mỗi ngày. Sau đó trở nên khỏe mạnh hơn về mặt tâm linh, rồi họ lấy lại nó. Giống như vua ở cõi thế gian này, họ chỉ được phép có bao nhiêu công dân trong quốc gia của họ. Hầu hết là như vậy. Thế nên, số lượng người dân sinh ra, tốt hay không tốt, cũng còn tùy vào giá trị và công đức của các nhà lãnh đạo quốc gia đó. Thành ra tôi nói trước đây, tôi sợ vì một nhà lãnh đạo tệ sẽ mang nhiều điểm xấu đến cho quốc gia của họ. Tổng thống Trump rất tốt cho Hoa Kỳ. Ông sẽ nâng, ông sẽ làm những điều như kiến tạo hòa bình. Và với ông ấy, chúng ta có nhiều hy vọng có được quốc gia thuần chay hơn bất kỳ lãnh đạo nào. Tôi sẽ cố gắng làm gì đó, nhưng không chắc có được không. Dĩ nhiên con người có thể cải đổi từ ác thành thiện. Đó là điều chắc chắn nhất, nhưng còn tùy họ có muốn sửa chữa hay không. Không thể ép họ được. Và một khi họ muốn sửa chữa, thì lực lượng minh sư có thể giúp họ, thiên đàng có thể giúp họ, bởi vì họ phải đi theo hướng ngược lại. Và ngoài ra, nếu họ tốt, nếu họ xứng đáng, thì lực lượng minh sư cũng có thể cho họ một số, cho dần dần, giống như quý vị, cho một số người ăn thức ăn dinh dưỡng và nhẹ để họ hồi phục từ bệnh của họ. Quý vị cũng có thể cho thức ăn tâm linh cho ai đó cần. Đây vì các ngài là giáo chủ nên trong cõi giới cao hơn. Bên trên vũ trụ bóng thì các ngài không phải bị mất bao giờ. Nhưng nếu họ đi xuống vũ trụ bóng, bất kỳ thiên đế nào, minh sư nào cũng sẽ dễ đánh mất giá trị hay công đức của các ngài, bởi vì các ngài cho đi. Và bởi vì lý do đó nên minh sư đi xuống để ban cho công đức tâm linh. Nếu không, thế giới này vô phương cứu chữa. Quý vị có thể thấy khắp thế giới, không những các nhà lãnh đạo không mang mọi điều tốt lành cho quốc gia của họ,
mà còn làm cho quốc gia của họ suy thoái, kéo quốc gia xuống. Có nhớ trong Kinh Thánh không? Vua David đó, quốc gia ông bị trừng phạt với bệnh dịch bởi vì ông điều tra nhân khẩu của Do Thái. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo của ông và thiếu niềm tin vào Thượng Đế, đồng thời thiếu khiêm tốn bởi vì ông nghĩ rằng ông là lớn lúc bấy giờ. Ông quyết định mọi điều, có thể làm mọi thứ, nên quốc gia ông bị trừng phạt một thời gian, ngay cả lập mưu để giết chết viên tướng, rồi có thể cưới vợ của tướng đó, và vì thế con trai của vua David đã chết. Vua David say mê vợ của một đại quan, vợ của một tướng quân, và vì vậy vua đã phái tướng ấy ra trận và dùng cách nào đó để khiến ông ấy chết, nhưng không cấp thêm binh sĩ khi ông ấy cần, đại khái như vậy, hay cắt viện trợ lương thực, bất cứ gì, hoặc làm điều gì đó để rồi ông ấy chết, binh sĩ của ông ấy chết, để vua có thể cưới vợ của ông ấy. Và rồi Thượng Đế không thích điều đó. Nếu quý vị nhớ về chuyện đó, có ai nhớ không? Có lẽ có thời gian tôi sẽ đọc cho quý vị nghe chuyện dân gian Do Thái nữa, cũng có trong đó. Nhưng chuyện này chắc cũng phải có trong Kinh Thánh. Chỉ vì tôi đã đọc quá nhiều nên không nhớ, đôi khi nhớ đôi khi không. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy. Thượng Đế trừng phạt quốc gia của ông, quốc gia của ông David, bởi vì ông đã làm điều sai quấy. Ngoài ra, một giáo sĩ cũng đến triều đình của ông và cũng nói thẳng vào mặt ông. Nếu nhà lãnh đạo của một quốc gia không đủ tốt, không đủ xứng đáng, thì họ sẽ khiến quốc gia của họ thoái bộ xuống đẳng cấp thấp nào đó, xuống mức độ nào đó, tỷ lệ nào đó. Thành ra tôi nói cho quý vị, tôi lo cho quốc gia quý vị. Tại sao tôi sợ? Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Ý nói không chắc tôi có thể giúp được bao nhiêu. Bởi vì nếu một số người thích nổi danh hoặc thích lợi lộc quá nhiều, thích danh lợi quá nhiều, thì họ có khuynh hướng nghiêng về phủ định của thế giới này. Chúng ta có hai phía, lực lượng khẳng định và phủ định. Ở cõi trần gian này, nếu họ có khuynh hướng tham lam hay danh lợi, hoặc chỉ vì điều đó, thay vì phục vụ quốc gia, họ chỉ muốn phục vụ cho chính mình, thì khó để loại trừ ma quỷ. Bởi vì đồng thanh tương ứng, nên tôi không thể hứa bất cứ gì. Tôi đang cố gắng, tôi sẽ cố gắng bất kể thế nào. Bởi vì tôi không để tâm giận ghét bất cứ ai. Tôi biết thật ra chỉ là nghiệp. Đồng thời, nghiệp của quốc gia sinh ra các kiểu công dân, cũng như các nhà lãnh đạo, cũng như nhân viên chính phủ khác nhau. Nếu đó là quốc gia tốt, quý vị sẽ có nhà lãnh đạo tốt. Ít ra phải có sự thiện lành nào đó, phải có tỷ lệ nào đó của thiện lành để xứng đáng được. Trong Ấn Độ giáo, tôi đọc đâu đó rằng một quốc gia sẽ không bao giờ bị hủy diệt nếu có 10 người thật sự tốt trong quốc gia đó. 10 người thật sự đạo đức sống trong quốc gia đó, chỉ 10 thôi. 10 người là đủ rồi. Nhưng tôi đoán điều đó đúng với thời xưa, khi mỗi quốc gia chỉ có khoảng vài trăm ngàn người tối đa. Bây giờ chúng ta có hàng trăm triệu, nên còn tùy. Và nếu quốc gia đó không làm nhiều điều tốt, và rồi tiếp tục gây chiến và sát hại quá nhiều, đồng thời giết quá nhiều động vật, thì cần nhiều công đức hơn nữa, không phải chỉ 10 người thôi. Nhưng ít ra quốc gia quý vị đã có được một vài tổng thống tốt gần đây, tổng thống Trump. Đối với ông, trong tâm ông,
Ông không muốn tham gia vào chính trị nữa, ngay cả trước đây cũng không. Nhưng họ đã chọn ông, nếu không, ông đã không phải làm bất cứ gì hết. Ông thậm chí không cần trở thành tổng thống. Ông không có tham vọng được nổi tiếng hay được bất cứ gì vì ông làm việc tổng thống miễn phí. Ông không nhận lương 400.000 Mỹ Kim mỗi năm. Ông từ chối, không nhận lương, chỉ muốn phục vụ không công. Ông giàu có, vì vậy không phải vì tiền mà ông trở thành tổng thống. Hoặc ông muốn làm tổng thống, ông không muốn, chỉ là người ta chọn. Đó là việc của ông, định mệnh của ông. Và cũng không phải để nổi danh, không phải như ông muốn nổi tiếng hay gì đó mà ông ứng cử làm tổng thống lần đầu hoặc lần thứ hai, bởi vì chính ông cũng đã nổi tiếng rồi. Và ông cũng có chương trình truyền hình mà ông dạy người ta cách làm giàu, cách làm kinh doanh này nọ. Rất nhiều người thích ông, và ông hạnh phúc trong thế giới riêng của ông rồi. Nên ông không cần phải tìm kiếm danh tiếng hay sự công nhận nào. Thật sự là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ, nếu có ai đó bầu tôi làm tổng thống, nếu tôi đồng ý, thì đó chỉ là lý do cao cả nào đó, dĩ nhiên sẽ không xảy ra. Nhưng ý tôi nói vui trong thế giới riêng của mình. Tôi không cần nhiều tiền, không cần nhiều sự công nhận hơn như thế đó. Ông thật sự vì dân, vì quốc gia của quý vị và vì thế giới. Quý vị thấy những gì ông đã làm, thấy những gì ông đã làm rồi. Rồi quý vị có thể hiểu lời tôi nói, đó là bằng chứng. Ngay cả khi trở thành tổng thống, ông lập tức làm việc. Ông dùng quyền lực đó để giúp đồng bào của ông và giúp thế giới. Nhất là giai cấp nghèo tại Hoa Kỳ, công nhân nghèo hơn. Ông tạo ra rất nhiều hàng trăm ngàn việc làm cho họ. Ông thật sự quan tâm đến người dân. Ông đi đến một số vùng nông thôn và ông cảm thấy thành phố đổ nát nào đó. Ông cảm thấy thương xót và nói chúng tôi sẽ xây lại thành phố của quý vị. Và một số người nói với ông, việc làm này, việc làm kia không còn nữa. Ông nói, quý vị sẽ có việc làm của quý vị. Như thế đó, rất đơn giản và thẳng thắn. Ông thông cảm với những người thu nhập thấp hơn, người nghèo. Ông là tổng thống của dân, thế thôi. Và đó là điều tôi thích ông. Thật đáng tiếc là không phải tất cả người Mỹ đều nhận ra điều đó. Chỉ là người ta yêu cầu nên ông mới làm. Ông không biết rằng ông ở trên địa cầu này như một công cụ của Thượng Đế. Ông không biết, ông vẫn không biết. Chỉ một số người chứng kiến biết điều này có thể nghiệm và nói với ông. Ví dụ như chúng ta nói ông, đúng không? Và ông ý thức một chút, nhưng ông vẫn không biết gì hết. Nhưng bên trong ông có thiên hướng thiện lành, đạo đức và phẩm hạnh. Đó là điều ông biết. Thật sự, ông chẳng màng làm tổng thống, nhất là nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi ông đã bị đối xử hết ngày này sang ngày khác, mỗi giây mỗi phút trong đời ông, với tất cả điều xấu, tất cả lời buộc tội, bôi nhọ và hạ phẩm giá, các kiểu công kích và thái độ để hạ phẩm giá, tất cả với mục đích phế truất ông. Bao lâu nay, bao năm qua. Vì vậy, ông không thật sự cảm thấy hăng hái làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai. Cho nên làm điều này thật ra là một sự hy sinh về phần ông. Bởi vì giờ đây ông biết ông có thể làm nhiều hơn cho thế giới, như kiến tạo hòa bình và giúp người dân Hoa Kỳ, những người bị áp lực, như ngay cả trẻ em, các bé gái bị cắt bộ phận sinh dục và điều như vậy, hoặc buôn người, nhất là buôn trẻ em này nọ. Ông thậm chí cải cách nhà tù để tù nhân sẽ được thoải mái hơn. Quý vị thấy tin đó chứ? Tôi đã xem trên bản tin. Chẳng hạn, ông nghĩ về mọi người. Ông đã giúp bất cứ ai ông có thể trong quyền hạn của mình trong 4 năm ngắn ngủi. Vì vậy, quý vị có thể tưởng tượng nếu ông tiếp tục thêm 4 năm nữa, thì ông có thể làm cho quốc gia quý vị biết bao nhiêu là việc nữa. Quý vị không cần tin tôi, nhưng có thấy hữu ích không? Thì quý vị biết tại sao tôi ủng hộ ông.
Và rồi nghiệp của quốc gia quý vị đã làm hỏng tất cả, thậm chí vào phút chót, quyết định vào phút cuối cùng. Thưa sư phụ, khi chúng ta đang tiến tới một thế giới thuần chay hoàn toàn, như sư phụ nói, là cách nhanh nhất để bình thường hóa và ổn định tình trạng của địa cầu, liệu chúng con cũng có thể thấy một sự thay đổi lớn hơn trong tâm thức của con người không, như liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng? Ồ, có chứ, dĩ nhiên rồi. Anh thấy bao nhiêu người trở thành người thuần chay và thái độ của họ thay đổi bao nhiêu, quan điểm của họ về lòng từ bi thay đổi bao nhiêu, đúng vậy, về đối xử với động vật và các sinh vật khác một cách nhân hậu hơn. Kết nối với nhau, trước đó họ không như thế. Như nhiều anh em đồng tu của quý vị, họ kể nhiều câu chuyện như trước kia, là thế này thế nọ, họ rất lo lắng hay không thân thiện cho lắm, có tính nóng nảy này nọ. Sau tâm ấn trở thành người thuần chay, họ hoàn toàn thay đổi. Một số câu chuyện chúng ta có thể đọc khi họp mặt, hoặc đôi khi họ viết, họ có thể nghiệm thế này thế kia và những người khác. Như một người trước đây rất nóng tính này nọ, và rồi anh bạn bình thường hay tức giận với bạn bè sau tâm ấn. Ngay cả khi bạn anh la anh cúi đầu chắp tay lại và nói cảm ơn anh. Quý vị biết một số câu chuyện như vậy, có hàng ngàn chuyện như thế, tôi không nhớ hết. Con người có thể thay đổi, nếu họ quay về phía Nam thì họ sẽ đi miền Nam. Nếu họ cứ tiếp tục đi về miền Bắc thì họ sẽ lên miền Bắc. Nên thuần chay không chỉ là một sự đau khổ của động vật, mà là về tình thương và lòng từ bi của chính chúng ta. Rồi chúng ta nhớ lại, chúng ta khám phá ra điều đó, để phẩm chất đó sẽ tỏa sáng, sẽ được nuôi dưỡng, sẽ phát triển lớn. Nên dĩ nhiên đó là những gì quý vị có, lòng từ bi và tình thương thật sự là như vậy. Trước đó quý vị che phẩm chất với điều xấu, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, không cần biết về sự đau khổ của chúng sinh khác, hoặc ảnh hưởng xấu, hoặc sức khỏe yếu kém của chính mình hoặc người khác. Sau đó quý vị nhận ra rằng mình đã hiểu rõ điều đó hơn, bởi vì tình thương và lòng từ bi phát triển, và rồi quý vị sẽ cảm nhận được sự khác biệt của con người như chính mình đang cảm nhận điều đó. Nếu họ vui, quý vị cảm thấy vui. Nếu họ buồn, quý vị cảm thấy buồn. Nếu họ đau khổ, quý vị tưởng tượng cảm thấy như đó là chính mình. Tôi không muốn nói mọi người, về bản thân mình, khi thấy một số động vật hoang dã bị thương hay sao đó, mà tôi có thể giúp, tôi cảm thấy rất buồn, buồn vô cùng, buồn đau khổ trong rất nhiều ngày. Tôi cứ yêu cầu thiên đàng và tất cả những ai có thể làm ơn giúp họ bình phục, hoặc để họ thanh thản ra đi. Những chuyện như vậy, chứ tôi không chỉ nhìn và rồi quên đi hoặc không nhớ, không đâu. Tôi nhớ mãi, nhớ hoài. Đó là khi quý vị đánh thức bản thân và lấy lại lực lượng tình thương, lòng từ bi của mình. Lực lượng này sẽ giúp cho quý vị khai ngộ hơn, và càng ngày càng từ bi hơn, và ngày càng yêu thương hơn mãi mãi, và có nhiều ý tưởng hay hơn, một lối sống tốt, suy nghĩ tốt, làm việc tốt. Lực lượng, tình thương và lòng từ bi của quý vị sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Đó là như thế. Không chỉ về động vật mà về chúng ta. Chúng ta cũng phải sống đời sống xứng đáng là một con người. Thưa sư phụ, sẽ có lúc nào trong tương lai gần, khi mà tâm thức con người cho phép họ nhận thức ra sự hiện diện và nỗ lực của Thượng Đế, của sư phụ để cứu thế giới chúng ta ra sao? Sẽ có ngày nào mà nhân loại biết tôn thờ đấng tin cô tu, Chúa Kitô, kính yêu của mọi thế giới không? Họ không cần tôn thờ tin cô tu, họ chỉ cần tôn thờ Thượng Đế và tôn thờ phẩm chất Thượng Đế, thiên bẩm của chính họ. Chỉ cần họ ăn thuần chay, tạo hòa bình, rồi những điều tốt khác sẽ đến, và rồi họ sẽ suy nghĩ minh bạch.
Họ sẽ nhớ Thượng Đế nhiều hơn, có lẽ họ sẽ khoan dung hơn với tín ngưỡng của nhau. Và rồi thế giới hòa bình sẽ ngày càng bền vững, và thế giới sẽ luôn ngày càng tốt hơn. Do năng lượng nhân hậu, yêu thương này và lực lượng của lòng từ bi. Vì đây là lực lượng của Thượng Đế, lòng từ bi, lòng nhân ái, khoan dung. Đây là những phẩm chất của thiên đàng, và nếu quý vị có bên trong mình, tưởng tượng quý vị mạnh mẽ dường nào, đó là logic của nó. Thành ra tôi nói, không phải là về động vật, mà về quý vị, về chúng ta. Chúng ta phải lấy lại những phẩm chất cao quý của mình, địa vị cao của chúng ta trên thiên đàng, cũng như trên địa cầu, bắt đầu từ địa cầu, và rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Rồi quý vị sẽ nhớ Thượng Đế nhiều hơn và tin vào Thượng Đế hơn, thật vậy. Chứ không chỉ lời nói suông, ôi Thượng Đế ơi, Thượng Đế thế này thế kia, luôn luôn cầu cho con cái này, cho con cái kia, mà không thật sự tin Thượng Đế, hoặc tôn thờ Thượng Đế, hoặc thương yêu Thượng Đế. Nếu quý vị thương Thượng Đế, hoặc thương một vị minh sư có phẩm chất cao cả, thì quý vị sẽ có phẩm chất đó với quý vị. Không phải Thượng Đế cần quý vị thương Ngài, không phải minh sư cần quý vị thương minh sư, chỉ là quý vị sẽ được truyền cho phẩm chất của minh sư. Và dĩ nhiên quý vị không thể có tất cả cùng một lúc, nhưng ít nhất luôn luôn cải tiến đến với quý vị. Thành ra quý vị trở thành người tốt hơn, những chúng sinh tốt hơn, và rồi vì đây mà quý vị ngày càng gần hơn với thiên đàng, gần hơn với Thượng Đế và đẳng cấp trí huệ cao hơn. Tim Cô Tu, tôn thờ Tim Cô Tu, không cần. Nếu con người đã rất giống Thượng Đế như vậy, cho dù họ tôn thờ hay không tôn thờ, thì cũng sẽ trở thành như bản tính thứ hai của họ. Rồi họ sẽ không nghĩ và họ đang tôn thờ Thượng Đế hoặc thương yêu Thượng Đế nữa. Họ chỉ làm vậy, chỉ như tự nhiên. Giống như nếu có con cái, quý vị chỉ tự nhiên thương họ. Quý vị không nghĩ, ồ, tôi không đáng thương con tôi, không phải vậy. Nếu đang yêu một cô gái hoặc một chàng trai, quý vị sẽ không thắc mắc. Quý vị thương con thì quý vị chỉ biết thôi. Quý vị thương con mình, quý vị biết, quý vị không thắc mắc. Sư phụ thường nhắc nhở chúng con rằng chính tâm của con người phải thay đổi để tiến nhanh hơn đến một thế giới hoàn toàn thuần chay và hòa bình. Thưa sư phụ, tâm mọi người có phải sẽ diễn tiếp và diễn biến tốt hơn những ngày qua, cầu nguyện cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình vào mỗi thứ năm và chủ nhật, hoặc có phải đây là một vấn đề cần quan tâm và ảnh hưởng đặc biệt khác, cùng nhau, cùng với nhau? Khi mọi người cầu nguyện, nó có ảnh hưởng trong một tôn giáo, có lẽ Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo nữa. Có những ngày, các tín đồ tập hợp lại với nhau, hoặc ở nhà một mình để cầu nguyện cho ai đó, bất kỳ ai, dù họ biết hay không. Có người không bao giờ cầu nguyện cho họ, thương họ, tôi không biết nói câu đó tiếng Anh như thế nào. Chỉ là quý vị cầu nguyện cho những linh hồn lạc lõng, những linh hồn mà không có ai, những linh hồn không tin Thượng Đế, hoặc những linh hồn không làm điều gì tốt, để có ai thậm chí nhớ tới họ và cầu nguyện cho họ. Đa số con người, khi quý vị làm những điều tốt cho ai, rồi người đó cảm thấy biết ơn quý vị. Và khi quý vị chết, hoặc khi quý vị gặp rắc rối, họ cầu nguyện cho quý vị, và rồi quý vị sẽ có lợi ích từ lời cầu nguyện đó. Nếu quý vị không thể có lợi ích, là vì một số người có lẽ quá tội lỗi hoặc rất hay quên. Trong đời họ không bao giờ tôn thờ Thượng Đế hoặc nhớ Thượng Đế, họ không biết thỉnh cầu. Nếu ai đó tình cờ cầu nguyện cho họ, khi họ đang ở trong tình trạng dễ bị tổn hại, thì họ sẽ được ảnh hưởng. Thành ra quý vị thấy, trong nhiều tôn giáo, khi quý vị chết hay người nào đó chết, hoặc trong lúc hấp hối hay vào ngày chết, họ mời linh mục hoặc các nhà sư đến cầu nguyện. Nhưng một số người không được may mắn như thế. Một số người thậm chí không biết gì về tôn giáo. Rồi ngày nào đó, người trong Cơ Đốc giáo hay người Do Thái cầu nguyện cho những loại người này, dù họ biết người đó hay không. Nhưng nếu họ biết quý vị, họ cầu nguyện cho quý vị, như vậy thậm chí còn tốt hơn do người cầu nguyện.
cũng như cho người được cầu. Cả hai đều được lợi ích, nhưng người cầu nguyện được lợi ích nhiều hơn người được cầu. Kinh Phật có nói như vậy, như nếu quý vị cầu nguyện và quý vị có công đức từ đời kiếp, cầu nguyện cho giáo sĩ của quý vị, cho người nào đó thì quý vị có 2/3, và người đang hấp hối hoặc người được cầu nguyện cho nhân loại 1/3 lợi ích. Nên cả hai đều được lợi ích, cách đó tốt. Mặc dù Cơ Đốc giáo không nói như vậy, nhưng Phật giáo có thể. Phật giáo sống thọ, Ngài sống đến 80 tuổi, nên Ngài có nói nhiều điều này, rất dài. Chúa Giê-xu cũng nói rất nhiều, nhưng sau đó chính quyền La Mã, họ bảo người cắt đi rất nhiều như những điều về ăn thịt. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có vài cuốn sót lại về ăn chay. Trong kinh thế, trước đó Chúa Giê-xu nói rất nhiều về ăn chay và ngay cả về luân hồi đủ thứ. Họ cắt hết, họ không muốn. Cho nên lúc bấy giờ, một số giáo sĩ phải làm việc đó, bằng không họ không thể tiếp tục dòng tu của họ dưới chính quyền chủ này. Đây là điều nghịch lý, thật trớ trêu. Đây là thủ đô của Cơ Đốc giáo ở La Mã. Trước đây, họ La Mã là những người hãm hại tín đồ Cơ Đốc giáo, và bây giờ thủ đô Cơ Đốc giáo là một quốc gia của họ. Quý vị biết Vatican chứ? Ở ngay tại La Mã, nước Ý. Thưa sư phụ, mùa lễ và một thời gian khi người hợp nhất trong tinh hồn cảm thấy đồng nhất nhiều hơn so với những ngày khác trong năm, và nhiều hy vọng và lòng nhân ái được lan tỏa giữa những người hơn. Thưa sư phụ, đó có phải là truyền thông mạng lưới cho mọi người gần lại với nhau, hoặc một số năng lượng thăng hoa đặc biệt được gắn chắc vào những sự kiện và dịp lễ kỷ niệm? Đúng và không. Ngày lễ lẽ ra phải linh thiêng, ngày lễ từ ngày thánh thiện, và mọi người đáng lẽ biết rõ hơn, nhưng thay vào đó họ làm những người đi ngược lại với điều minh sư dạy họ. Chúa Giê-xu không bao giờ bảo ai giết gà tây để ăn mừng Giáng sinh. Đại tiên tri Muhammad, bình an đến với Ngài, cũng không bao giờ yêu cầu mọi người giết động vật để cho Ngài ăn. Bây giờ, mỗi ngày lễ, họ giết hàng tỷ động vật để ăn mừng sinh nhật của Chúa Kitô. Thí dụ vậy, bất cứ điều gì tôn giáo nào tương tự, họ bóp méo tất cả mọi điều. Khi những điều thiện lành đi xuống thế giới này, chúng ta đã bị bóp méo theo sở thích của họ, theo thói quen của họ, và rồi lan truyền ra, rồi những người khác làm theo, và tinh hoa của tôn giáo không còn nữa. Bây giờ chỉ là tượng trưng thôi, và thậm chí còn tệ hơn nhân danh Thượng Đế, nhân danh Chúa Giê-xu, và họ giết quá nhiều vô cùng. Tôi không biết thiên đàng nào, không hợp lý là thiên đàng nào lại dung túng kiểu đau khổ này, dung túng loại hành hạ này đối với những tạo vật khác của Thượng Đế, con cái khác của Thượng Đế trong những hình thể khác nhau. Quý vị có thể thấy trên truyền hình Vô Thượng Sứ của chúng ta rằng động vật, họ có linh hồn, có trí thông minh, có cảm xúc, có tình thương, có sự cảm thông, họ giải cứu lẫn nhau, họ thương lẫn nhau, ngay cả từ các loài khác nhau nữa, từ giống lạ với nhau, như chó giải cứu nai và rồi hôn chú nai, liếm chú nai cho tới khi chú đủ khô và chú nai tỉnh lại, ví dụ như vậy, hoặc ngay cả mèo ôm gà, những chú gà con để họ ngủ ấm áp, và ngay cả hổ ôm chó, họ giống y như người, không hơn không kém. Tôi đã tiếp xúc với nhiều động vật, tôi biết điều đó chắc chắn. Không phải chỉ trên hình ảnh. Tôi kể quý vị rồi một số chuyện về động vật hoang dã mà tôi đã gặp. Họ rất tốt bụng, rất tử tế và rất thông cảm. Và rất tốt, rất thông minh. Quý vị có thể thấy điều đó. Quý vị xem trên những thước phim về động vật mà chúng ta có mỗi ngày. Và quý vị có thể thấy điều đó, động vật giống y như chúng ta, nếu không nói là tốt hơn. Nếu con người trở nên thuần chay,
If people became vegan, then of course thì dĩ nhiên sẽ tốt hơn cho muôn loài. Okay? Và mọi người sẽ dễ tiếp thu hơn như câu hỏi cuối cùng của quý vị. Ngày nay người ta có nhiều thức ăn thuần chay hơn. Khuynh hướng thuần chay đã phát triển theo cấp độ số nhân. Nhưng quá chậm đối với tôi. Tôi muốn xảy ra hôm qua cơ, mùa lễ. Nếu họ thậm chí muốn nói với quý vị bất kỳ giáo điều nào mà trong lễ, thì đó là chỉ vì họ muốn kéo quý vị vào tôn giáo của họ đông hơn. Nếu quý vị không ăn thuần chay, nếu họ không khai ngộ, thì đó là mục đích duy nhất hoặc chỉ từ ngã chấp. Họ chỉ cảm thấy vui và họ đã cải tạo thêm một con người. Và rồi họ có thể tự hào với mục sư của họ hoặc người nhà của họ. Phải anh chàng đó trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo nhờ tôi hoặc người làm ở đó trở thành Phật tử như tôi. Đó chỉ là ngã chấp thôi. Nếu họ đổi sang thuần chay do lời cầu nguyện của chúng ta, thế mới hữu hiệu hơn, bởi vì lúc đó họ thật sự nhận ra ý nghĩa của họ, ý nghĩa của việc ăn thuần chay. Họ thật sự sẽ phát triển tình thương và lòng từ bi của họ. Bằng không, điều đó vô dụng, dù là ngày lễ hay không. Thưa Sư Phụ, chúng con chỉ xin chia sẻ lời tiên tri từ thập niên 1980 có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và sứ mệnh của ông. Có nói, một người thánh thiện tên là Thomas Schimmer, còn được biết là ẩn sĩ của Loreto, tiên tri rằng ông Donald Trump sẽ dẫn Hoa Kỳ trở về với Thượng Đế. Ông chia sẻ lời tiên tri này vào năm 1983 với một nhà tâm lý học người Mỹ khi người đó đến thăm Loreto và nói, ngay bây giờ ở Hoa Kỳ có một người mà bàn tay Thượng Đế đặt lên ông. Ông có chỉ số IQ của một thiên tài và một trình độ học vấn hạng nhất, và mọi việc ông xử lý, ông đều giải quyết với hiệu quả, cấp kỳ nhanh chóng. Tên ông là Donald Trump. Thậm chí, bàn tay Thượng Đế đặt lên ông và Thượng Đế sẽ dùng ông trong tương lai như lời chứng cho tiên tri của ông. Ông Thomas Schimmer đã mua một viên gạch cho cửa thánh trong thành Vatican với tên của ông Donald Trump trên đó, để ông Trump nhận được phúc lành từ nhiều thánh lễ tại Vatican. Vì ông Schimmer biết rằng ông Trump sẽ là một nhà lãnh đạo vĩ đại của Hoa Kỳ và mang người Mỹ trở về với Thượng Đế một cách gián tiếp, tưởng tượng coi, và không nhiều người biết điều đó. Bây giờ họ biết nhưng sẽ không thay đổi nhiều. Nếu họ quá bị ám ảnh và nhiễm độc bởi lợi danh, họ sẽ không để ý đến điều đó và họ sẽ không muốn chấp nhận điều đó. Cho dù Thượng Đế xuất hiện ngay trước mặt họ, họ cũng không chấp nhận. Họ sẽ tìm lý do nào đó để vu khống hoặc để hại Ngài bằng mọi cách, hoặc thậm chí giết Ngài, giống như họ đã làm với Chúa Giê-xu. Tất cả họ đều bị mù, điếc, câm trên địa cầu này. Họ sẽ đỡ hơn, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người. Nếu họ bị mù quáng bởi danh lợi, bị thúc đẩy bởi loại tham vọng trần thế này, không vì tinh thần phục vụ người dân, thì họ sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ đưa tin này lên truyền hình vô thượng sư. Rồi mọi người sẽ biết, nhưng tôi dám chắc với quý vị sẽ không nhiều người tin đâu, nhất là phe đối lập ông Trump. Ít ra họ sẽ biết, ít ra có những người khác có thể tin, nhưng bây giờ có ích gì? Họ muốn loại bỏ ông dù chỉ còn 10 ngày nữa, và họ thậm chí không thể chờ. Họ muốn loại bỏ ông ngay hôm nay. Người gọi là lãnh đạo của quốc gia quý vị hoặc lãnh đạo tương lai cũng vậy. Đá ông ra ngoài rồi, họ thậm chí không thể chờ thêm 12 ngày nữa, thậm chí không đến 2 tuần, và ông sẽ hết nhiệm kỳ. Bây giờ ông không muốn gây thêm phiền phức nữa,
bởi vì một số người đã chết trong tòa quốc hội. Vì vậy, ông không muốn điều đó xảy ra nữa. Bởi vì điều đó, ông không muốn tiếp tục đấu tranh theo cách đó. Có lẽ ông sẽ tiếp tục phản đối, nhưng tôi không chắc bao nhiêu người sẽ ủng hộ ông. Bởi vì họ đều bị mù quáng và cũng sợ nữa. Sợ đại đa số, sợ những người khác đã chống đối ông rồi. Nên nếu họ không phản đối ông, thì họ sẽ phải bị cô lập hay bị hại theo những cách khác nhau. Đa số người họ phải tự lo cho chính họ. Phần lớn người ta là như thế. Mình trước rồi người khác sau. Vì vậy, làm một tổng thống như ông thì rất cô đơn, rất là chán nản và rất nguy hiểm. Vậy ông này sống ở đâu? Ông còn ở đó không? Ông Thomas? Dạ, ông Tom Zimmer là một cựu chiến binh Thế chiến thứ hai, người Mỹ. Sau khi trở về cuộc sống thường dân, ông trở thành một hành hương ở nước Ý, chủ yếu chỉ dành những năm tháng còn lại của đời ông cầu nguyện cho nhân loại. Ông cũng đã viết cuốn sách cầu nguyện Pieta đã bán lên tới 10 triệu bản, tốt lắm. Vậy ông đã mất hay vẫn còn? Ông vẫn còn trên thế giới này chứ? Dạ, ông đã mất. Ồ, tôi cũng nghĩ vậy, không sao. Có một lần trước khi tôi đến Jerusalem để thuyết pháp, có một người đàn ông Mỹ, không biết có phải là ông hay không. Ông tiên đoán, ông cứ nói. Lúc đó ông nói ở Israel. Ông nói ông chờ đợi cứu thế đến, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tái thế. Và mọi người đều nghĩ ông điên hay gì đó. Và rồi một ngày nọ, vài ngày trước buổi thuyết pháp của tôi, ông nói, à, Chúa Giêsu sắp đến, Ngài sắp đến. Và rồi, thế nào đó họ đuổi ông ra chỉ 2 hoặc 3 ngày trước khi tôi đến thuyết pháp. Rất nhiều người có khả năng ngoại cảm, không nhiều nhưng khá nhiều, tốt cho thế giới. Nếu tôi gặp rắc rối thì biết nha, đó là lỗi quý vị, tôi không màng. Nhớ cầu nguyện cho tôi, sư phụ của quý vị, để Ngài có thể tiếp tục và cũng cầu nguyện cho chính quý vị. Tôi cầu nguyện cho quý vị, tôi cầu nguyện cho mọi người mỗi ngày. Nếu tôi có thể cầu nguyện cho động vật hoang dã như chuồn hôi hoặc như sóc, thì dĩ nhiên tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, phải không? Tôi sẽ cầu với tất cả tấm lòng của tôi. Được rồi, nếu không còn gì, thật tốt là chúng ta có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào có thể, không cần phải chờ tới thứ hai hoặc chủ nhật. Tôi quên, biết không? Tôi quên hôm nay là thứ hai, bởi vì đôi khi tôi muốn nói chuyện với miền đất mới và rồi quên mất, nên sau đó, vào tối chủ nhật tôi nói, ôi trời ơi, khi biết đã đến giờ ngồi thiền cho thế giới thuần chay thì tôi mới nhớ, qua rồi, nhưng không sao, họ nghe được. Như thế này tốt hơn, quý vị biết tại sao không? Bởi vì chúng ta có quá nhiều phụ đề để họ có thể hiểu. Nếu nói chuyện với miền đất mới thì tôi nói tiếng Hoa. Và tôi không có cảm hứng lắm. Tôi có nhiều cảm hứng hơn khi nói bằng tiếng Anh. Thấy lưu loát hơn và trôi chảy hơn. Cho nên với quý vị, tôi không cần có người thông dịch nào hoặc thiết bị nào hết. Hơn nữa, bất kỳ khi nào tôi cảm thấy đây là lúc tốt để nói chuyện thì chúng ta luôn có thể nói. Nhưng với họ, chúng ta phải đợi, phải sắp xếp và có nhiều lần. Mỗi khi tôi muốn nói chuyện với họ, luôn luôn có gì đó trục trặc. Họ đưa cho tôi sai số điện thoại, sai số nhanh, ví dụ vậy. Và rồi điện thoại cứ đến cùng một nơi, cùng một người, cứ vậy nhiều lần. Họ đưa cho tôi số khác, thì đến người khác. Hoặc tôi quay lại, người trực tổng đài vì điều gì đó, hoặc một người khác nhấc máy, rồi thì không nhận ra ai đang nói nên cúp máy. Hoặc cứ nói, một mình họ nói mà không để tôi nói với đại chúng, ví dụ như thế.
For example like that, yeah, etc. Hoặc máy ghi âm không hoạt động. Nghiệp ha. Yeah? Cho nên như thế này so it's like this, rất tốt và tự nhiên hơn. Nhất là tôi không bao giờ dùng máy nhắc chữ nào hay bất cứ gì như thế. So if, nếu tôi có thể nói chuyện khi nào sẵn sàng hay có cảm hứng thì có nhiều lực lượng hơn, năng lượng tốt hơn, không phải sao? Và rồi trong vài ngày hay trong một tuần, trong khoảng đó, quý vị luôn có thể thông dịch và tạo ra phong cảnh đẹp đằng sau tôi. Đôi khi, và rồi, chiếu tất cả ngôn ngữ cho mọi người xem, như vậy có lẽ tốt hơn, tôi nghĩ cách đó. Tôi nghĩ không cần nói chuyện trực tiếp với họ nữa. Như thế này cũng hầu như trực tiếp. Trong vài ngày, họ có thể thấy tôi. Và vì tất cả chúng ta đều là một, cho nên nếu quý vị thấy tôi thì cũng như họ thấy, đúng không? Tiện lợi biết bao. Quý vị cũng có thể ăn thay họ, phải không? Bởi vì nếu quý vị làm thành một chương trình thì cũng đẹp hơn. Quý vị thêm vào nhiều hình ảnh hơn, thêm nhiều thước phim minh họa. Giống như trước kia, nhiều lần họ chụp ảnh tôi bất kỳ nơi nào, và rồi họ in thành hình hoặc vào băng hình. Tôi chỉ đứng trên sàn trống, chỉ có một bức tường đằng sau tôi hay gì đó, và rồi khi vào băng hình, ôi cha, tôi có một lò sưởi, một ngọn lửa đang cháy và các phòng đẹp, thật đẹp, một ghế sofa sang trọng và ghế bên cạnh đó hoặc bất cứ thứ gì. Căn nhà được trang trí rất đẹp mắt như một căn phòng sang trọng, tôi hiểu. Cửa sổ kiểu Pháp đẹp đẽ và những thứ khác. Hoặc nếu tôi ngồi chỉ trong vườn đơn sơ, không có gì xung quanh, chỉ vài cây cối, thế mà họ đã làm thành một bức ảnh. Tôi có đủ loại hoa xung quanh và chim hót líu lo, bất cứ gì. Nói về chuyện đó, hôm qua tôi thấy chú chim ngoài trời rất nhỏ nhỏ lắm. Tôi sẽ gửi cho quý vị một bức hình đó. Có một bức hình hôm qua trên cây tre, uốn cong rất mảnh mai bên ngoài cửa sổ phòng tắm của tôi. Cửa sổ phòng tắm nhỏ có lưới ngăn mũi. Vì thế, bức hình có kiểu mô hình lưới trên đó. Nhưng không sao, quý vị vẫn có thể thấy chim trên ảnh và nhỏ xíu. Nên họ thậm chí có thể đậu trên đó và đậu trên cành tre bé nhỏ đó, uốn cong trong gió. Và hôm qua trời rất lạnh và rất nhiều gió. Tôi thấy họ và nói, trời ơi, tôi ước có thể cho họ ăn gì đó. Nhưng tôi không nghĩ họ biết. Có lần khác trước đây tôi cho chim ăn để một ít bánh ngoài trời. Không một chim nào ăn cả, cũng như trong nhà ở miền đất mới, rất nhiều chim nhưng họ không bao giờ đáp xuống vườn và ăn bánh mì. Họ không quen làm như vậy. Tương tự, mấy chú sóc, tôi để rất nhiều quả hạt bên ngoài, trong cái hũ lớn, để họ có thể ăn cho tới khi hết. Rồi tôi cần thay mới mỗi ngày, họ chỉ đi ngang qua thôi. Kiểu như đi trên ban công của tôi, đi ngang qua khối quả hạt lớn đó, đủ loại hạt. Sang đắt tiền mà không hề nhìn vào bao giờ. Nhiều ngày rồi tôi trang một bắp ngô tươi, họ cũng chẳng nhìn. Thế nên một ngày nọ tôi hỏi họ, tại sao các con không ăn quả hạt mà ta đã để bên ngoài? Tôi cũng để như vậy trước đây. Trong mấy nhà khác, trên ban công và ngoài trời, họ không hề đụng đến. Tôi hỏi sóc, tại sao các con không ăn? Ta để cho các con mà. I leave it for you. Và họ nói với tôi, chúng con không quen làm vậy. Có lẽ bởi vì không ai từng cho họ ăn trước đây. Nhưng trên ngọn núi kia, khi tôi cho ăn, mấy chú sóc hiểu liền, họ đến ăn mỗi ngày, suốt ngày cho tới khi ăn hết. Rồi tôi để thêm các hạt mới, tôi để lại những nơi khác. Một nắm ở đây, một nắm ở đó, để họ không phải tranh nhau hoặc xếp hàng chờ. Họ rất thích và rất biết ơn.
Họ nói với tôi như vậy. Và rồi họ thậm chí giúp tôi chỉ ra ai là người xấu đối với tôi. Tôi thậm chí nói thẳng với người đó, và người đó trả lời tôi rằng: "Ồ, cảm ơn sóc nhá, trời ơi, sao lại nói điều như thế?" Nhưng đó là sự thật. Một số người có những loại phẩm chất khác nhau và cũng có nhân duyên khác nhau, nên họ có kẻ thù của quý vị trong tiền kiếp. Nếu họ là kẻ thù của quý vị trong tiền kiếp thì rất khó để làm việc với họ. Quý vị có thể tha thứ cho họ, nhưng đó không có nghĩa là mối quan hệ của quý vị sẽ suôn sẻ. Họ sẽ tiếp tục làm những gì đó hoặc gây hại lớn nơi nào đó, cũng như có thể chết người. Nếu người đó không tốt cho quý vị, không hợp về tâm linh hoặc về nghiệp, họ có thể làm cho quý vị chết, có thể làm quý vị bị bệnh, bị thương hoặc gây tổn thương hay gì đó. Như câu chuyện tôi kể quý vị về người đàn ông và con rắn. Ở Á Châu, có lẽ là Việt Nam và Trung Quốc, những quốc gia như vậy, họ chọn vợ rất cẩn thận. Ở Ấn Độ cũng vậy, họ phải chọn tính tình tương hợp. Họ không biết nhau, họ không cần biết nhau, hầu hết đã được sắp đặt. Ngày nay họ vẫn làm vậy ở Ấn Độ. Hôn nhân, gia đình được sắp đặt. Chàng trai và cô gái không phải lúc nào cũng biết nhau trước. Ngày nay họ có thể từ chối, dĩ nhiên. Vào thời xưa họ không thể. Nếu cha mẹ đã sắp đặt, họ chỉ phải đồng ý. Cha mẹ của tôi cũng được sắp đặt, họ vốn không biết nhau. Tôi đã kể quý vị rồi phải không? Mẹ tôi thậm chí nói với cha mẹ: "Anh ấy đen quá." Ý nói là da đen. Ba tôi không trắng lắm. Ở châu Á, người Việt Nam họ thích những người có nước da trắng, bởi vì chúng tôi không có da trắng. Và nếu ai thích ở dưới ánh nắng mặt trời thường xuyên thì da không trắng như da người Âu Châu. Cho nên ai có nước da trắng họ rất yêu chuộng, hâm mộ như vậy đó. Và ở Âu Châu thì ngược lại. Nếu quý vị trông hơi rám nắng thì họ thích hơn, và họ tiêu rất nhiều tiền đi tắm nắng, chịu đựng rất nhiều cái nóng đó và bỏng nắng hoặc gì đó chỉ để nhìn rám nắng. Và khi về nhà mọi người sẽ nói: "Ồ, quý vị đã đi nghỉ hè, da rám nắng, quý hóa quá." Thế thôi. Thôi chúc quý vị mọi điều như ý, để quý vị khỏe mạnh, vui vẻ, hầu có thể phục vụ thế giới tốt hơn. Hẹn gặp quý vị lại lần sau. Thương cảm ơn sư phụ. God bless.